Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 281, Tú Vân bị bệnh. Cổ Tú Vân hôm nay đến mục đích chính là muốn đem mũ cùng găng tay đầu nhập sinh sản. Mọi người tại nhìn thấy các nàng tỉ muội trên đầu mang theo con rối mũ thời điểm, là phi thường kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy mười phần đáng yêu, lúc này nghe nói cổ tú vân nói, muốn đem cái mũ này làm được bán thời điểm, đều cảm thấy chủ ý này không sai. Trương Thị cùng Vương Thị nghiêm túc nghe cổ tú lệ giảng giải cái mũ này cụ thể cách làm, cùng cần thiết phải chú ý địa phương, rất nhanh cũng liền làm được hai cái hoàn toàn mới con rối mũ vì mau chóng đem mũ đầu nhập thị trường, hai người lúc này quyết định, từ phía trước ba tổ người bên trong, các phân phối hai người tay ra tới làm mũ, cùng găng tay. Cổ Tú Vân đối hai người hiệu suất làm việc, cùng xử lý vấn đề năng lực rất là tán thưởng, xem như cùng mình không mưu mà hợp. Từ tác phường bên trong ra tới, buồn bực ngán ngẫm Cổ Tú Vân, đi một chuyến hồ nước, tuyết nước còn chưa hòa tan, trong hồ cũng còn có một tầng miếng băng mỏng, cái gì cũng không nhìn thấy. Cổ Tú Vân cảm thấy không thú vị, lại thêm trời lạnh, liền dứt khoát trở về phòng đọc sách đi. Bởi vì lần này tuyết rơi dày, trọn vẹn qua 5-6 ngày thời gian, phía ngoài tuyết mới tính trên đại thể hóa sạch sẽ, chỉ có những cái kia lưng dương địa phương, ví dụ như bóng cây, hoặc là chân tường dưới đáy, còn có một số chưa hoàn toàn tan ra tuyết. Tuyết hậu ánh nắng, luôn luôn dị thường để người cảm thấy dễ chịu, buổi sáng bên ngoài còn kết lấy băng, một nhà lão tiểu đều uống tại thượng phòng đông phòng bên trong, ai cũng không có đi ra ngoài, liền cổ Tú Linh cũng khó được đem sách thuốc buông xuống, cùng người nhà cùng một chỗ nói chuyện phím việc nhà. Trong thôn sửa đường công trình, cũng lần nữa khởi công, tất cả mọi người hy vọng có thể mau chóng đem con đường này cho xây xong, miễn cho chậm trễ sang năm cày bừa vụ xuân. Mấy ngày nữa chính là tiểu niên, năm nay nhà chúng ta chuẩn bị nhiều bao một chút dính bánh nhân đậu, đến lúc đó cho trong thôn người đều đưa chút đi qua khoảng thời gian này bọn hắn không ít giúp đỡ nhà chúng ta hà thị hôm nay cũng khó được thanh nhàn một chút thừa dịp bọn nhỏ đều ngủ cùng người nhà cùng một chỗ ngồi ở bên ngoài nói chuyện phiếm những cái này nương cùng đại tỷ nhìn xem lo liệu là được không nên hỏi ta ta nhưng không biết cổ tú vân lúc này liền lên tiếng nói còn có năm nay niên kỷ lễ không sai biệt lắm cũng phải bắt đầu chuẩn bị miễn cho đến lúc đó quá mức vội vàng đã ngươi nói như vậy vậy ta liền nhìn xem chuẩn bị hà thị buồn cười nhìn xem cái này gần đây rõ ràng có chút phạm lười khuê nữ bất đắc dĩ nói trước kia chỉ cần nói chuyện đến chuyện như vậy nàng luôn luôn tích cực nhất một cái nhị muội ta nhìn ngươi gần đây làm chuyện gì đều ấm ức thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái vẫn là ngươi có tâm sự gì đây cổ tú lệ cũng cảm thấy cổ tú vân gần đây rất khác thường nhịn không được ân cần hỏi nghe được cổ tú lệ lời này hà thị cùng cổ tú linh cũng đều nhìn về phía cổ tú vân một mặt lo lắng không có chính là cảm thấy ngày này nhi quá lạnh có chút không muốn động cổ tú vân đem mình uống tại mẫu thân trên giường có chút bất đắc dĩ nói ngươi trước kia chính là nhà chúng ta sợ lạnh nhất một cái ta nhìn ngươi mấy ngày trước đây chơi tuyết chơi điên xuyên cũng coi như dày đặc còn tưởng rằng ngươi không sợ lạnh nữa nha ngươi nếu là cảm thấy nơi nào không thoải mái đừng chọi cứng để người gọi lan trung tới nhìn một cái hà thị nói đưa tay hướng khuê nữ trên trán sờ sờ lúc này liền nhíu mày cầm trong tay nóng bỏng lấy hắn nhiều năm trước tới nay kinh nghiệm trong lòng liền nắm chắc không khỏi đau lòng nói ngươi nha đầu này còn nói mình không có chuyện cái này cái tráng đều có thể trứng gà luộc đông tuyết nhanh đi đem dược lão tới, cho nhị tiểu thư nhìn xem. Mẹ, người ta dược lão tùy tiện không nhìn xem bệnh, ta đoán chừng chính là buổi tối hôm qua lúc ngủ cảm lạnh, không ngại, cũng không cần quấy rầy lão nhân gia ông ta. Cổ Tú Vân nghe mẫu thân kiểu nói này, cũng đưa tay hướng trên trán của mình sờ sờ, quả thật có chút phỏng tay, khó trách hai ngày này một điểm tinh thần đầu đều không có, hóa ra là phát sốt. Kiếp trước, thân thể của mình vẫn luôn rất tốt, quanh năm suốt tháng cũng rất ít cảm mạo liền xem như có cái đầu đau nóng não chỉ cần thật tốt ngủ một giấc cũng liền tốt ngược lại là không có hướng phía trên này nghỉ quay đầu mình mua chút thuốc cảm mạo ăn cũng liền tốt không cần đến ngạc nhiên vậy đi gọi lý lãng trung để nàng tới cho ngươi nhìn một cái hà thị nghĩ cũng phải nhà mình mặc dù cùng mạc da gia giao hảo lấy dược lão tính tình người ta cũng không nhất định nguyện ý sang đây xem xem bệnh lúc này liền đổi chủ ý để người đi tìm Lý Lãng Trung, một mặt gọi người đi quay xe nước, cũng cưỡng ép để cổ Tú Vân tại trên giường nằm xuống. Cổ Tú Vân nhìn thấy mẫu thân khẩn trương không thôi dáng vẻ, cũng rất là bất đắc dĩ, cũng không có ngoan ngoãn nằm xuống, mà là nhìn trong chiếc nôi như cũ đang ngủ tiểu gia hỏa một cái nói, ta về mình phòng bên trong đi thôi, miễn cho đem bệnh khí qua cho hàng nhi cùng văn nhi. Cổ Tú Vân trong lòng có chút ấy nấy, hai đứa bé này bởi vì là sinh non, thể chất vốn là yếu, người trong nhà vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí coi chừng, nếu là bởi vì mình, đem cảm mạo lây cho hai đứa bé, kia thật là tội đáng chết vạn lần. Tú lệ, ngươi chiếu cố tốt đệ đệ muội muội, ta đi chiếu cố tú vân. Hà thị mặc dù đau lòng hài tử, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, căng dặn đại nữ nhi một câu, liền muốn đi theo cổ tú vân hướng nàng phòng bên trong đi. Mẹ, ta chỗ này không có chuyện, ngủ một giấc lên liền tốt, ngươi đi cùng làm gì vậy, đệ đệ muội muội bên này không thể rời đi ngươi. Cổ tú vân tự nhiên không thể để cho còn tại thời kỳ cho con bú mẫu thân đi theo đi qua chiếu cố mình, vội mở miệng nói, ngươi như thực sự không yên lòng, để đại tỷ đến ta phòng bên trong theo giúp ta liền tốt. đúng vậy a à, nương, ta đi chiếu cố nhị muội đi. Cổ tú lệ nhìn một chút một bên hài tử, cũng khuyên nhủ. Hà thị thấy thế, tuy vẫn có chút không yên lòng, cũng không có tiếp tục kiên trì chỉ là căn dặn cổ tú lệ, nhất định phải thật tốt chiếu cố cổ tú vân, có tình huống như thế nào, cũng tốt kịp thời biết. Cổ tú vân thấy người trong nhà như vậy khẩn trương mình, không khỏi có chút dở khóc dở cười, một cái giờ cảm mạo mà thôi, làm cho cùng được cái gì khó lường bệnh nặng đồng dạng. Lý Lãng Trung rất nhanh liền được mời đến, cho cổ tú vân chẩn mạch về sau, cũng nói chỉ là phổ thông cảm mạo, chỉ là thân thể thiên hàng, ngày bình thường muốn bao nhiêu chú ý giữ ấm, tận lực không muốn ăn sống lạnh đồ ăn, thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian, cũng liền có thế tốt. Lý lãng trung thời điểm ra đi, còn cho cổ tú vân mở mấy phó trị liệu cảm mạo cảm mạo cùng một chút ấm bổ thuốc, cổ tú lệ lúc này liền phái người đi theo lý lãng trung đi lấy thuốc trở về sắc. Cổ tú vân đối với ăn những cái này khổ phải không được thuốc đông y có một loại bản năng kháng cự, trong lòng âm thầm trách cứ mình sơ ý, phát sốt cũng không phát hiện, không phải trước lúc này, liền từ đào bảo bên trên mua một chút thuốc cảm mạo uống không là tốt rồi làm sao về phần uống những cái này khổ thuốc cổ tú vân lúc này mặc dù cũng muốn len lén ăn hai hạt thuốc cảm mạo xong việc thế nhưng là tại đại tỷ toàn bộ hành trình nhìn chăm chú dưới nàng lại không thể không ăn những cái này khổ thuốc cho nên nàng cũng chỉ đành nhịn xuống đều nói bệnh tới thì như núi đổ bệnh đi thì như kéo tơ cổ tú vân cổ này thân thể ngày bình thường nhìn xem thật cũng không cái gì vậy thế nhưng là vừa nhún bệnh, cũng không phải là một hai ngày thời gian có thể tốt, cái này khiến cổ tú vân mười phần bất đắc dĩ. Chương 282, đối ngươi thật tốt. Đại tỷ cùng tam muội thay nhau lấy đến phòng bên trong chiếu cố nàng, không, hẳn là là nhìn xem nàng, không để nàng chạy loạn, lại thêm mấy tên nha hoàng suốt ngày bên trong đưa nước đưa cơm tiến đến, thật đúng là để cổ tú vân thật tốt hưởng thụ một cái thiên kim tiểu thư cảm giác loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian là cổ tú vân làm người hai đời đều chưa từng có ban sơ thời điểm nàng còn cảm thấy dị thường hạnh phúc thế nhưng là rất nhanh liền có chút phát điên đây cũng quá nhàm chán nàng có một loại ngồi tù cảm giác trong thời gian này mạc ngọc thành biết được cổ tú vân cảm mạo còn cố ý ương dược lão tới cho nàng chẩn mạch thẳng đến lại định nàng xác thực không có chuyện về sau mới yên lòng biết cổ tú vân không thích uống thuốc chính là thỉnh thoảng sẽ để cho trong nhà gã sai vặt cho cổ tú vân bên này đưa chút ấm bổ dược thiện tới mà lại đều là dược lão tự mình cho phối ngày hôm đó hạ thưởng cổ tú vân tại trên giường đọc sách cổ tú lệ ở một bên theo lên một khối khăn triệu ngọc lần nữa xách hộp cơm tiến đến xem xét hộp cơm bộ dáng liền biết lại là mạc da đưa tới ăn uống nhị muội ngươi có hay không cảm thấy thành đại ca đợi ngươi cùng người bên ngoài không giống Triệu Ngọc lui ra về sau, Cổ Tú Lệ nhìn xem giường trên bàn đặt vào một bát dược thiện, ánh mắt có chút cổ quái nhìn xem muội muội. Nơi nào không giống rồi. Cổ Tú Vân từ trong chén ngẩng đầu lên, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem tỷ tỷ, những cái này dược thiện nhưng so sánh lý lãng trung mở những cái này thuốc, dễ uống nhiều. Đừng nói ngươi không biết, Thành đại ca đối ngươi quan tâm, chỉ cần con mắt không mù, liền có thể nhìn ra. Cổ Tú Lệ có ý riêng nhìn một chút trước mặt nàng hộp cơm, vừa cười vừa nói: "Đại tỷ, ngươi nghĩ đến nơi đâu, ta mới 11 tuổi." Cổ Tú Vân bất đắc dĩ liếc mắt, mặc kệ cái gì tuổi trẻ nữ nhân, đều thích bác quái, chút điểm này đều không giả. Qua cái này năm, ngươi coi như 12 tuổi." Cổ Tú Lệ rất là lơ đễnh nói: "Thế nào? Ngươi đối thành đại ca nhưng có ý tưởng gì?" Cổ Tú Vân ăn cái gì động tác dừng một chút, cũng không có dừng lại, thành đại ca chính là thành đại ca A, à, ta có thể có ý kiến gì? Thành đại ca muốn tài hoa có tài hoa, muốn gia thế có gia thế, dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm cũng không tệ, chúng ta trong làng, thế nhưng là có không ít cô nương gia coi trọng hắn, ngươi không gặp nhà bọn hắn lân cận, thường thường có thế nhìn thấy những cái này ăn mặc trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương, đang ngẩng đầu ngóng trong đâu. Cổ Tú Lệ nhìn mình chằm chằm muội muội, giống như vô tình nói, giống hắn dạng này tài hoa xuất chúng nam tử, không biết có bao nhiêu nữ tử xu thế chi như theo đuổi đâu, nhị muội, ta nhìn hắn đối người bên ngoài đều là sắc mặt không chút thay đổi, cũng chỉ có đi cùng với ngươi thời điểm, mới có thể lộ ra nụ cười tới. Đại tỷ. Cổ Tú Vân có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ mình, vừa chỉ chỉ lồng ngực của mình, biểu thị chính mình vẫn chỉ là cái chưa phát dục hoàn toàn tiểu hài tử ngươi cảm thấy người thành đại ca sẽ coi trọng ta như vậy tiểu nha đầu. Làm sao không thể a? À? Ta nhị muội dáng dấp anh tuấn, lại thông minh lanh lợi, khéo tay, mắt mù mới có thể không thích đâu. Cổ Tú Lệ cũng không có dựa theo Cổ Tú Vân Mạch suy nghĩ đi, lúc này một mặt lơ để nói. Cổ Tú Vân nghe vậy hơi kém không có đem miệng bên trong đồ vật cho phun ra ngoài, một mặt quái dị nhìn xem đại tỷ mặc dù nàng bên trong là một cái gần 30 tuổi lớn tuổi thặng nữ không sai, nhưng nàng tại một thế này mới 11 tuổi, liền xem như niên đại này người trưởng thành sớm, cũng không thể trưởng thành sớm thành như vậy đi. Đại tỷ, ngươi cũng đừng ở đây loạn điểm nguyên ương phổ, ta cùng thành đại ca thật chỉ là bằng hữu bình thường. Cổ Tú Vân đối đại tỷ loại này bác quái tinh thần rất là bất đắc dĩ, không muốn đi giải thích thứ gì, đành phải đem lực chú ý chuyển dời đến chính nàng trên thân ngược lại là ngươi qua cái này năm ngươi sẽ phải tập kê đến lúc đó chính như bên ngoài sửa nói đến nhà chúng ta đến cầu thân người khẳng định sẽ đạp phá nhà ta cánh cửa chính ngươi có hay không cái gì ý nghĩ hoặc là nói ngươi có hay không coi trọng nam tử đến lúc đó nhất định phải nhớ kỹ cùng chúng ta nói a à, chúng ta cũng có thể vì ngươi kiểm định một chút đến lúc đó nhìn ngươi còn có hay không cái kia nhàn tâm đi quản sự tình của ta Cổ Tú Vân ở trong lòng lại thêm một câu. Cổ Tú Vân nghiêng đầu đánh giá tỷ tỷ, trải qua hơn nửa năm này thời gian điều dưỡng, đại tỷ biến hóa, có thể nói là tỷ muội ba cái ở trong lớn nhất. Trước kia cái kia chất tóc khô héo, sắc mặt đen nhánh, rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ, gầy một trận gió liền có thể thổi ngã nữ hài, biến thành bây giờ cái này sắc mặt hồng nhuận, dáng người yếu điệu tuổi trẻ thiếu nữ. Lại thêm khoảng thời gian này, đại tỷ một mực trong nhà sự vụ lớn nhỏ đều là từ đại tỷ tại quản lý khiến cho trên người nàng cũng nhiều một loại trầm ổn đại khí cảm giác lại là như vậy tâm linh khéo tay ngoài mềm trong cứng cùng với nàng tiếp xúc qua mặc kệ là trưởng bối vẫn là người đồng lứa đều tán dương một câu hiểu chuyện cẩn thận đối đãi người cũng rất chu đáo trong lúc phất tay cũng rất có một loại đương gia chủ mẫu hương vị nhị muội ngươi nói mò gì đâu Cổ tú lệ nghe được nàng lời này, quả nhiên liền không lại nói chuyện, mặt cũng soát lập tức liền đỏ. Từ xưa hôn nhân sự tình, phụ mẫu chi mệnh môi trước lời nói, trên thế giới này, liền những vương hầu kia quý tộc nhà thiếu gia thiên kim, cũng đều là như thế, chúng ta bình dân bách tính dù không cần đến thông gia, nhưng hôn nhân sự tình cũng không có khả năng tự mình làm chủ. Cổ tú lệ nói đến đây, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng ảm đạm cùng trên thế giới này đại đa số nữ tử đồng dạng nghĩ đến về sau liền phải cùng một cái liền mặt cũng có thể chưa thấy qua nam nhân thành thân sau đó cùng hắn cùng một chỗ kinh doanh một cái mới không biết gia đình vì hắn sinh con dưỡng cái cổ tú lệ trong lòng trừ lo lắng bất an bên ngoài còn có chút nho nhỏ mong đợi đại tỷ cổ tú vân há to miệng nhưng vẫn là đem kiếp trước kia cái gọi là tự do yêu đương cho nuốt xuống chỉ là nói mỗi người đều có mình truy cầu hạnh phúc quyền lợi ta hy vọng chúng ta cổ gia nữ nhi, đều có thể vì tìm tới có thế làm bạn mình đi qua cả đời một nửa khác, chỉ nguyện phải một lòng người, người già bất tương ly. Nguyện phải một lòng người, người già bất tương ly. Cổ tú lệ mặc niệm lấy câu nói này, cuối thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì, cổ tú vân cũng không quấy rầy, phối hợp ăn đồ vật. Bên ngoài truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, không đợi cổ tú vân nói chuyện, cổ tú linh liền đẩy cửa tiến đến, Nhìn thấy hai người ngồi tại đầu giường đặt gần lò sưởi, nhịn không được cười nói, "Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi đang nói cái gì đâu?" Cổ Tú Linh kể từ khi biết nhị tỷ sinh bệnh về sau, mỗi ngày trừ nhìn sách thuốc bên ngoài, cũng đều sẽ rút ra không đến bồi nàng trò chuyện. "Không, không nói gì." Cổ Tú lệ từ tam muội thanh âm bên trong bừng tỉnh, vội lắc lắc đầu, mở miệng hỏi, "Ngươi thế nào lúc này tới rồi?" Trước đó Hạ Hà, Hà Nha đầu kia không phải nói ngươi trước kia liền đi mặt phủ rồi. Ta đi mặt phủ là không giả, cái kia cũng không có nghĩa là ta không thể trở về đến A. Cổ tú linh thoát dày, cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xếp bằng ở trên giường, nhìn xem nhị tỷ lại tại uống thuốc thiện, nhịn không được tháng một câu nói, thành đại ca đối ngươi thật là tốt. Chương 283, nghiêm gia xong. Cổ tú lệ nghe vậy cũng rất là tán đồng nhìn nhị muội muội liếc mắt, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Cổ Tú Vân bị hai người thấy có chút trong lòng run rẩy, chợt cảm thấy ăn vào miệng bên trong đồ vật cũng có chút tẻ nhạt vô vị, nếu không, ta đến mai liền để người về, về sau thành đại ca đưa tới đồ vật đều không cho phép thu, có thể thực hiện. Đừng 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 a, à, ta chính là chỉ đồ một chút mà thôi. Cổ Tú Linh vội khoát khoát tay, có chút mất tự nhiên nói, đại tỷ, nhị tỷ, ta hôm nay trước thời gian trở về, là có tin tức tốt muốn dẫn cho các ngươi. Cổ Tú Lệ cùng Cổ Tú Vân liếc nhau một cái, đều không nói gì, một cái cúi đầu làm theo sống, một cái cúi đầu ăn canh. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi thế nào cũng không hỏi một câu là tin tức gì tốt a. À. Cổ Tú Linh Nguyên bản vẫn chờ hai người tỷ tỷ hiếu kỳ hỏi mình là tin tức gì tốt, kết quả thấy bị hai người coi nhẹ, không khỏi có chút bất mãn mở miệng. Chúng ta không hỏi, ngươi liền không nói rồi. Cổ Tú Lệ đầu cũng không quá nói cổ tú linh hì hì cười một tiếng xích lại gần một chút lúc này mới lại tiếp theo tại hai người bên tai nhẹ nói vừa rồi ta tại mạc phủ thời điểm nghe được mạc phủ bọn hạ nhân nghị luận nói là chúng ta nơi này huyện thái gia nghiêm lão gia không biết phạm cái gì vậy một nhà lão tiểu đều bị tóm lên đến liền hắn bên ngoài nuôi thiếp thất đều không bỏ qua còn xét xử mấy chỗ bất động sản cùng trang tử cổ nguyệt nga cũng ở trong đó bây giờ nghiêm gia xem như triệt để xong đặc biệt là nói xong lời cuối cùng bảy chữ, cổ tú linh đuôi mắt đầu lông mày đều là ý cười, muốn che giấu đều che giấu không ngừng. Cổ tú lệ nghe nói như thế, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc nhìn xem muội muội, người nói thế nhưng là thật. Thiên chân vạn sát, một chút đều không giả. Cổ tú linh trùng điệp gật đầu, mang theo chút cười trên nỗi đau của người khác nói, kia cổ Nguyệt Nga còn tưởng rằng mình dính vào một cây đại thụ, lại không nghĩ rằng từ cùng kia nghiêm đại nhân về sau, đầu tiên là bị nghiêm phu nhân cho thật tốt sửa chữa một phen, nhốt tại kho củi bên trong mấy ngày không cho ăn không cho uống. Vẫn là về sau nghiêm đại nhân tự mình tìm nghiêm phu nhân cầu tình, mới đem người tung ra ngoài, khi đó cổ Nguyệt Nga đã bệnh phải chỉ còn lại một hơi tại. Cổ Tú Linh nói, nhịn không được cười khanh khách ra tới, thế nhưng là cái này vẫn chưa xong, nàng sau khi đi ra, nghiêm đại nhân liền để nàng an tâm ở tại Điền Trang bên trong dưỡng bệnh, kỳ thực là đem nó giam lỏng lại không nghĩ rằng bệnh mới vừa vặn không có mấy ngày liền lại gặp dạng này ngập đầu đại họa lập tức dọa đến chân cẳng như nhũng ra lại hôn mê bất tỉnh thật sự là lão thiên có mắt ác nhân có ác báo a à. tú linh nàng dù sao cũng là chúng ta lão cô ngươi dạng này nếu là để cho người bên ngoài nhìn đi lại hẳn là sinh sự đoan cổ tú lệ nghe trong lòng mặc dù cũng cảm thấy rất hả giận thế nhưng là nhìn thấy muội muội cái này đắc ý vong hình dáng vẻ nhìn không được quát lớn đến đại tỷ ta đây không phải cùng các ngươi mới nói như vậy sao ngươi yên tâm tại bên ngoài ta sẽ không nói mò cổ tú linh thè lưỡi nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không che giấu được trước kia bọn hắn tỉ muội cũng không có thiếu thụ cổ nguyệt nga khi dễ thế nhưng là khi đó các nàng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt so với cổ lý thị tại cổ tú linh tiểu nha đầu này trong lòng cổ nguyệt nga mới là đáng giận nhất lão trạch bên kia biết sao cổ tú vân nghe được những cái này thời điểm trong lòng cũng tràn đầy giật mình nguyên bản nàng một mực đang lo lắng nghiêm gia quý gia cùng thiên lang bang có thể hay không hợp thành nhóm tới đối phó nhà mình này cũng đúng là một tin tức tốt hẳn còn chưa biết đi nếu là biết trong làng sợ là đã sớm nháo lật trời cổ tú linh cũng không quá xác định lắc đầu biểu môi một cái nói gọi người đi hỏi thăm một chút sự tình thật giả rồi nói sau cổ tú vân vẫn là có chút không yên lòng gọi đông tuyết tiến đến phân phó một phen chuyện này trước không muốn cùng nương nói đông tuyết sau khi ra ngoài cổ tú vân căng dặn cổ tú linh a à, ta biết cổ tú linh rất hiểu chuyện gật đầu lập tức cũng không biết nghĩ đến cái gì lại có chút cảm khái thở dài nói kỳ thực hiện tại ngẫm lại thật không rõ sữa các nàng vì sao muốn như thế, gia sự tình gì đều thuận nàng, tại sữa trong mắt, vĩnh viễn chỉ có chính nàng sinh cái kia, mà chúng ta đại phòng người, tất cả đều là nhặt được. Đều lúc này, còn nói những cái này có ý nghĩa gì? Cổ tú lệ trợn nhìn nhà mình muội muội liếc mắt, về sau, nhà của người bên kia như thế nào, đều cùng nhà chúng ta không có quan hệ, chúng ta cũng tận lượng ít tại nương trước mặt nâng lên chuyện của các nàng. Tốt, biết biết đại tỷ, ngươi so nương còn dông dài. Cổ tú linh bị đại tỷ cái này lặp đi lặp lại nhiều lần căng dặn, hơi không kiên nhẫn, biểu môi bất mãn nói. Cổ tú lệ há to miệng, đối mặt dạng này muội muội, nửa ngày đều không nói ra lời. Cổ tú vân không nói gì, chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe, thấy hai tỷ muội liền phải bởi vì chuyện này ầm ĩ lên, bận biểu lên tiếng hòa giải, trực tiếp chỉ vào gian phòng một cái bàn khác một sấp sổ sách nói, đại tỷ, tiểu muội, mấy ngày trước đây triệu minh bên kia đưa hết nợ sách tới ta cũng chưa kịp nhìn các ngươi cùng nó ở đây cãi nhau không bằng giúp ta nhìn đi đừng a à, nhị tỷ ngươi nhưng tha cho ta đi ta cái này thật vất vả mới buông xuống sách thuốc ngươi lại muốn ta nhìn sổ sách cổ tú linh nghe xong muốn để mình giúp đỡ nhìn sổ sách lúc này liền liên tục xin tha đứng lên liền chuồng đi cái kia ta còn có chuyện liền đi trước đại tỷ nhị tỷ các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nhìn xem tam muội thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, cổ tú lệ bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, cổ tú vân cũng để chén xuống đũa, đối đại tỷ nói, chúng ta cũng ra ngoài đi dạo đi, trong phòng buồn bực mấy ngày, đều nhanh muốn mốt meo. Ngươi cái này bệnh còn chưa hết triệt để đâu, bên ngoài mặc dù không hạ tuyết, nhưng là gió thật lớn, quay đầu đừng lại nghiêm trọng. Cổ tú lệ có chút không yên lòng nói. Sẽ không, đại tỷ nơi đó liền như vậy mảnh mai ngươi nhìn ta cái này không rất tốt nha nếu là không nhường nữa ta đi ra ngoài lúc này mới muốn biệt xuất bệnh đến đâu cổ tú vân nói cũng đã đứng dậy mặc vào giày cũng từ một bên bình phong bên trên cầm áo khoác ngoài mũ cùng găng tay thậm chí còn đeo lên khẩu trang đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra một đôi mắt chúng ta đi chỗ nào a à? cổ tú lệ nhìn nàng như thế tự giác mặt vào nhiều như vậy y phục lời vừa tới miệng cũng nuốt xuống, đành phải cũng cầm mình áo khoác ngoài cùng mũ đeo lên, cùng theo ra cửa. Hôm nay nhà ta không phải muốn bắt cá sao. Nước tối hôm qua thả một đêm, lúc này nghĩ đến cũng thả không sai biệt lắm. Cổ Tú Vân cũng không biết muốn đi đâu, chính là không nghĩ lại buồn bực trong phòng, ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ cũng là tốt. Cổ Tú Lệ cũng biết, nhị mùi khoảng thời gian này ngay cả mình cửa phòng đều không có ra, chỉ sợ thật là buồn bực xấu, lại thêm khoảng thời gian này vừa đến, nhị muội khí sắc nhìn cũng xác thực tốt hơn nhiều, có thế ăn có thể uống, có thế nhảy có thế nhảy cũng rất tinh thần, liền cũng liền theo nàng đi. Chương 284, Hồ nước ra cá Cổ Tú Vân đi vào bên hồ nước thời điểm, mã hướng đông mã hướng nam huynh đệ, mang 10 cái trường công đều canh giữ ở bên hồ nước đã nói lấy lời nói, vừa quan sát trong hồ cá, trương lão bá cùng thôi lão bá cũng ở nơi đây thả một cái buổi trưa nước trong hồ nước vô cùng vẫn đục thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cá lộ ra lưng cổ tú vân xem chừng dưới đáy nước sợ là liền đầu gối đều không có không được trường công nhóm mò cá công cụ hết sức đơn giản chính là lúc trước cổ tú vân trong nhà bắt cá miêu lúc dùng những vật kia còn có hai nửa người cao thùng lớn kỳ thực chính là lúc này mọi người thường dùng thùng tắm đại tiểu thư nhị tiểu thư nhìn thấy hai tỷ muội tới trường công nhóm vội vàng cười chào hỏi. Cổ Tú Vân hướng bọn hắn gật gật đầu, đem ánh mắt rơi vào trên người của bọn hắn, mặc dù hôm nay ra cá chọn cũng là một cái ngày nắng, mà dù sao mới tuyết rơi xuống, lúc này tất cả mọi người bọc lấy thật dày áo bông, bởi vì trời lạnh quan hệ, có ít người mũi cống đến đỏ bừng, nhìn đứng bên ngoài có một hồi. Hướng Nam Thúc, các ngươi đây là chuẩn bị chân trần xuống dưới bắt cá. Cổ Tú Vân nhìn một chút trường công, lại nhìn một chút trong hồ nước, không cần lên tay mò, cũng biết nhiệt độ kia khẳng định thấp dọa người. Thời tiết như vậy, thoát với dày xuống nước bắt cá, lại cường tráng thân thể sợ là đều thủ không được, huống chi, như thế một ao cá muốn lấy ra, cũng không phải vài phút liền có thể giải quyết sự tình. Đây cũng là không có cách nào khác sự tình, mùa đông ra cá cứ như vậy. Mã hướng nam lông mày cũng là khẽ nhíu, vừa rồi hắn đã xuống nước qua một lần, sự lạnh lẽo thấu xương để hắn nhịn không được toàn thân đều rùng mình một cái nuôi một năm cá liền trông cậy vào lúc này kiếm tiền bởi vì ở thời điểm này ra cá là tốt nhất đã không chậm trễ năm sau thả cá tới gần cửa ải cuối năm cá cũng bán chạy cổ tú vân tự nhiên cũng là biết những cái này cho nên sớm tại trong làng đục băng bắt cá thời điểm cũng đã chuẩn bị kỹ càng đối mã hướng nam nói hướng nam thúc ta lúc trước mua một chút chuyên môn dùng để bắt cá đồ vật Người mang theo người đi tìm Dương quản sự lĩnh một chút. Ai, được. Mã Hướng Nam không nghi ngờ gì, bận biệu chào hỏi mấy cái trường công hướng viện tử bên kia đi đến. Mã Hướng Nam bọn người trở về thời điểm, không ai trong tay đều ôm không ít đồ vật, liên thể chống nước dày, lưới đánh cá cùng cá túi tất cả đều có. Phía sau lưới đánh cá cùng cá túi còn dễ nói, đều là cổ tú vân để người từ ngư dân nơi đó mua được. Mà chống nước quần lại là cổ tú vân tại đào bảo bên trên mua được, đương nhiên, vì che giấu tai mắt người, cổ tú vân còn giả vờ giả vịt để dương quản sự tìm cách đi làm một thất thời đại này nhường hiệu quả tốt nhất tài năng trở về, để khe hở giữa đám người chế cao ống dày. Mà mình lại cầm một bộ phận vật liệu trở về phòng, lấy tên đẹp nghiên cứu một chút, kỳ thực là đào bảo bên trên mua, tới chất liệu tương tự chống nước dày. Vì cái này chống nước dày, cổ tú vân cũng coi là nhọc lòng, kiếp trước dày đi mưa đủ loại, cái dạng gì đều có, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có trên tay nàng muốn loại này, cuối cùng cũng chỉ có thể là lựa chọn nhìn không sai biệt lắm. Cũng may, làm cổ tú vân lấy ra thứ nhất xong mua được chống nước dày thời điểm, bao quát dương quản sự nhi ở bên trong tất cả mọi người, đều không có hoài nghi cái gì, chỉ nói là tay nàng xảo, đồng dạng vật liệu, ở trong tay nàng làm được chính là không giống. Để cho an toàn, cổ tú vân chỉ mua bốn sông dạng này dày mà lại là mỗi ngày chỉ lấy ra một đôi đồng thời để dương quản sự làm bảo bối thu vào nhà mình trong khố phòng lại thêm nguyên bản làm những cái kia cũng là đủ có quá gối chống nước dày ống cao cùng cá lớn lưới lần này ra cá liền lộ ra nhẹ nhõm không ít cổ tú vân nhà hồ nước lúc trước đào thời điểm cổ tú vân cố ý yêu cầu đào dài nhỏ một chút vì chính là muốn thuận tiện bắt cá lúc này có mấy phó lưới đánh cá còn thật sự là thuận tiện không ít. Bởi vì có trang bị, lại thêm trong hồ nước nước cũng thả không sai biệt lắm, đám người cũng liền không có chậm trễ, mã hướng đông dẫn đầu mặt vào giày ống cao, cùng một cái khác tương đối khỏe mạnh trường công, một người một bên hạ hồ nước, còn lại mấy cái có giày, cũng không chút do dự hạ nước. Hồ nước phía dưới ban đầu là có đệm cuối, đạp xuống đi bùng cũng không phải là rất sâu, còn vì không có quá gối đóng, biết cổ tú vân nhà hồ nước muốn ra cá trong thôn không có ra ngoài sửa đường người lục tục ngo ngoe đến không ít xem náo nhiệt đám người đồng tâm hiệp lực hướng một cái phương hướng rồi một lưới xuống tới nhìn bên trong con cá nhảy nhót trình độ liền biết lưới không ít cá lưới đánh cá càng đi về phía sau thì càng khó rồi mà ở giữa bộ phận cũng bởi vì hai bên cá đều hướng ở giữa chen mà càng ngày càng nặng dù là mỗi một bên cạnh đều có tầm hai ba người tại rồi vẫn cảm thấy vô cùng phí sức lúc này đồng dạng mặt dày ống cao mã hướng nam liền thành trong sân chi viện nơi nào cần liền hướng chạy đi đâu hắn thấy lưới đánh cá chính giữa thực sự không hảo lạp liền dứt khoát đi đến vị trí trung ương nhất chộp lấy lưới đánh cá dùng sức hướng bên bờ lạp cũng may lúc này lưới đánh cá đều tương đối thô lại là vừa mua vẫn còn tính rắn chắc tại bảy tám cái hán tử tề lực lôi kéo dưới đến hồ nước cập bờ chỗ nước cạn bên trên nơi này nước đã không sai biệt lắm khô, chỉ để lại thật dày nước bùn. Được rồi đi, không cần nhờ, trước bắt một bộ phận lại nói. Cổ Tú Vân tại trên bờ chỉ huy người người của hai bên lại hướng lên đi một đoạn, thẳng đến triệt để không có nước vị trí, mới khiến cho bọn hắn đem lưới đem thả dưới, để trên bờ người đưa túi lưới tử đi qua bắt đầu bắt cá. Bảy tám cái hán tử, tại lưới đánh cá phạm vi bên trong bắt đầu dùng túi lưới mò cá, lúc này, lưới đánh cá bên trong cá mật độ phi thường cao, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lưới đánh cá trong vòng luẩn quẩn cá nhất bính lão cao đi lên nhảy, có vận khí tốt, vẫn thật là nhảy đến lưới ngoài vòng tròn vây. Đám người thấy chật chật tán thưởng, nguyên bản còn nói cổ tú vân nhà đào cái hồ nước, cá không nhất định có thế nuôi được, lại không nghĩ rằng năm thứ nhất liền nuôi nhiều cá như vậy, hơn nữa nhìn cái này đầu còn không nhỏ. Rốt cục, tại mọi người chú mục dưới, thứ nhất túi lưới cá lưng đưa lên bờ, tuy chỉ có hai đầu, nhưng đều là có hai ba cân một đầu cá chết lớn. Lập tức, liên tiếp cá bị trường công nhóm mò lên, những cái kia không có dày ống cao trường công cũng kìm nén không được, trực tiếp thoát với dày liền theo hạ nước, tại hai chân tiếp xúc đến nước một khắc này, từng cái lên tiếng kinh hô, nhưng cũng không có ngăn cản đám người nhiệt tình. Trên bờ xem náo nhiệt thôn dân từng cái cũng rất là hưng phấn, hận không thể mình xuống nước đi bắt cá, có điều. Cái này dù sao cũng là tư gia ao cá, bọn hắn cũng không có thật xuống dưới, chỉ là tại bên bờ say sưa ngon lành nhìn xem cổ gia trường công cùng trong hồ nước bọn cá đấu trí đấu dũng. Cổ Tú Vân nhìn xem bị với lên đến cá, lớn nhất một cái cá trắm cỏ, lại có 4 cân đa trọng, trung đẳng cũng có 3 cân, có thể nói thật là một lần thu hoạch lớn. Nhóm này cá bên trong, thu hoạch nhiều nhất là cá trắm cỏ cùng cá chép, cái khác chủng loại cá mặc dù cũng có nhưng không có lớn như vậy, số lượng cũng không kịp hai loại cá. Chương 285, năm trước bận rộn. Trường công nhóm cả đám đều cao hứng không thôi, làm lên sự tình đến cũng càng thêm ra sức, liền trong nước lạnh buốt nhiệt độ, tự hồ cũng không cảm giác được. Cao hứng nhất, không ai qua được một mực hầu hạ cái này một ao cá Trương lão bá, hắn mặc dù không có xuống nước, nhưng cũng vẫn luôn tại bên bờ tiếp cá đem từng đầu cá lớn phân cái đầu bỏ vào bên bờ trang nước thùng lớn bên trong. Lúc này cá, có thể bán được 30 văn một cân, một đầu 3 cân cá lớn, có thể bán thượng cửu 10 đến 100 văn tiền, cái này một lưới đánh cá kéo lên đến cá, nói ít cũng có 2-300 đầu, đây đối với hộ nông dân nhà đến nói, thế nhưng là một bút rất không tệ thu nhập. Những năm qua cũng không phải không ai nuôi qua cá, chỉ là rất ít có thế có như thế thành công, thấy mọi người ở đây đều không ngừng ao ước, nghĩ thầm cổ Tú Vân trong nhà nuôi cá nhìn xem rất đơn giản, đợi đến mở năm về sau, nhà mình cũng phải đào cái trước hồ nước đến nuôi cá. Cổ Tú Vân lúc này tự nhiên không biết các thôn dân ý nghĩ, liền xem như biết, nàng cũng sẽ không để ý, lúc này nàng chú ý, lại là trong hồ nước mình thả những cái kia tôm hùng. Chỉ tiếc, lúc này tôm hùng đều chui bùng, dù cũng có bộ phận đi theo lưới ra tới, cũng không có bao nhiêu, Cổ Tú Vân lại hưng phấn dị thường mang theo một cái thùng nhỏ, để đồng dạng hạ nước lý trúc căng, hỗ trợ bắt ra tới, bỏ vào trước mặt nàng trong thùng. Bắt cá hoạt động, một mực tiếp tục đến buổi trưa lúc ăn cơm, mặc dù chỉ là kéo hai lưới, lại trọn vẹn thu hoạch 500 vĩ đại cá, về phần tiểu ngư, ai cũng không có đi tính toán, cá trích cái gì, đều trang lên, bỏ vào một bên, còn lại chủng loại, có cái một hai cân trở lên, liền đều lưu lại, nhỏ một chút, thì là lại ném về trong hồ. Coi như sang năm cá bột. Về phần những cái kia cá trích, là không thể lại bỏ vào, bởi vì loại cá này sinh sôi năng lực quá mạnh, nhiều như vậy cá trích hướng bên trong quăng ra, cái này hai mẫu ruộng hồ nước, sang năm sợ sẽ muốn trở thành thiên hạ của bọn nó. Cái này 500 vĩ đại cá, bình quân tính là hai cân nửa một đầu, cũng có trọn vẹn 1.200 cân cá, dựa theo nhiều nhất cá trắm cỏ cùng cá chép giá cả 30 văn một cân mà tính, những cái này cá có thể bán bên trên 25 lượng bạc. Cổ Tú Vân trong nhà nuôi cá, kỳ thật cũng không có ra cái gì lương thực, giai đoạn trước đều là Trương Bình An cùng tiểu muội bọn hắn đi đánh cá cỏ cho ăn, về sau Trương Bình gắn tư thuộc về sau, cũng không có quên giúp đỡ đánh cá cỏ, có điều, khi đó Trương Lão bá liền đem nhiệm vụ này tiếp qua, trừ đánh cá cỏ bên ngoài. Có đôi khi sẽ còn ném một chút trong nhà nuôi con dung đi vào. Cho nên, cái này một ao cá, trừ nhân công cùng cổ tú vân tại đào bảo bên trên mua cá bột chi phí bên ngoài, còn lại hầu như đều là chỉ toàn kiếm. Cổ tú vân gia dụng cỏ nuôi cá, cũng không có che giấu, trong thôn người trên cơ bản đều biết, cho nên, khi nhìn đến dạng này bội thu về sau, sẽ muốn cùng theo nuôi cá, đó cũng là không gì đáng trách. Hai mươi mấy lượng bạc, đối với cái này lúc cổ tú vân nhà đến nói, có lẽ không đáng giá nhắc tới, thế nhưng là đối với cái khắc hộ nông dân nhà đến nói, đây chính là những năm qua nhiều năm thu nhập, làm sao có thể không gọi người tâm động. Trong thôn người xem náo nhiệt bên trong, thấy cá đều vớt lên đến, liền có người bắt đầu mua cá. Cổ Tú Vân thấy thế, cùng Mã Hướng Nam nói, người trong thôn mua cá đều tính hơi rẻ, 25 văn tiền một cân. Người trong thôn mua còn lại cá lớn, Cổ Tú Vân cố ý để người lưu lại không ít cá ra tới, dù sao, nhà mình nuôi cá, khẳng định là muốn làm nhân tình đặc biệt là tại năm này quan thời điểm. Ngoại lão nhà, mặt gia, quý nhân phường mấy người trong nhà, cũng không thể ít, đều là muốn lưu lại mấy đầu lớn, lý chính cùng nhà trưởng thôn bên trong, cùng trong làng lần trước cho mình cá người ta, nàng cũng dự định cắt còn một đầu lớn, cộng thêm mấy đầu lớn cỡ bàn tay cá trích. Trong nhà trường công nhóm hôm nay bận rộn một ngày, cũng phải cho lưu lại một chút đánh một chút nha tế, còn có trương lão bá cùng thôi lão bá nơi đó cũng phải một phần. Mặt khác, trong nhà tú nương cùng mời trường công nhóm, một người cũng còn phải lại chia lên một đầu cho các nàng mang về, bởi vì cổ tú vân cũng là muốn cho phát cuối năm phúc lợi, con cá này cũng có thế xem như một loại rất tốt phúc lợi, lại là nhà mình nuôi, chi phí cũng thấp, cổ tú vân rất tình nguyện làm như thế. Lại có, chính là năm nay nhà mình ăn Tết muốn dùng cá, cổ tú vân trực tiếp để chọn 20 đầu ra tới, bỏ vào trong sân vạc lớn bên trong trước nuôi, chừa lại tới này chút về sau, liền để mã hướng nam mau chóng kéo đến trên trấn đi bán, bây giờ cách ăn Tết cũng không có mấy ngày, nghĩ đến sẽ rất bán chạy. Mã hướng nam hai huynh đệ cái trở về về sau, đem bán cá được đến 18 lượng bạc, đều cho cổ tú vân, đồng thời rất là hưng phấn nói, trên trấn căn bản là không có mấy nhà bán cá, cho dù có bán, cũng đều không lớn, hẳn là đánh hoang dại, rất nhiều cũng đều tại trong chậu lật trắng rồi, cho nên, cổ tú vân nhà đã mới mẻ lại màu mỡ cá lớn liền bán phải nhanh vô cùng. Sang năm hai người chúng ta hồ nước đều có thể nhiều thả một chút cá đi vào nuôi trái phải trong nhà cũng không thiếu người tới đút cá. Tốt nhất một năm có thế ra hai lần cá. Đến lúc đó cũng sẽ kiếm càng nhiều. Cuối cùng Mã Hướng Đông mở miệng nói ra. Cổ Tú Vân lại là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói: Sang năm chúng ta trong làng đầu hẳn là sẽ nhiều không ít người ta nuôi cá. Nhà chúng ta hai cái hồ nước nuôi chút nhà mình giữ lại ăn là được mã hướng đông mã hướng nam nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau lập tức liền cũng hiểu rõ ra cổ gia bây giờ là toàn bộ thanh hà thôn số một số hai nhà giàu tự nhiên là chướng mắt quanh năm suốt tháng tới này hai mươi mấy lượng bạc cá đúng sang năm nếu là có người ta bên trong muốn nuôi cá chúng ta nơi này có thể cho hắn cung cấp cá bột về phần cá bột giá cả đến lúc đó chúng ta lại đi thỏa thuận cổ tú vân đem hai người thần sắc thu vào đáy mắt cười đối một bên dương quản sự nói sang năm trương lão bá liền chuyên môn phụ trách cái này trong hồ nước cá bột bồi dưỡng chuyện còn lại cũng không để cho hắn lại làm thôi lão bá bên kia chủ yếu vẫn là muốn giúp ta đem một bên khác hoa sen cho trồng ra tới vâng dương quản sự vội vàng đem chuyện này cho ghi chép lại lại nghe cổ tú vân nói tiếp tiếp qua hai ngày chính là tiểu niên hướng nam thúc đến lúc đó đem trường công nhóm năm nay tiền công kết một chút lại cho bọn hắn thả bảy ngày giả đi liền từ 28 tháng chạp bắt đầu thả, mãi cho đến năm sau chính nguyệt đầu năm lại tới liền thành, các ngươi cũng đều về nhà nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Những ngày này các ngươi cũng đi theo bị liên lụy, quay đầu cầm mấy con cá trở về, cho bọn nhỏ ăn. Cổ Tú Vân nghĩ nghĩ, lại nói, nếu là trường công nhóm bên trong, có không muốn trở về nhà ăn Tết, các ngươi cho đăng ký một chút tạo cái sách, ta có khác những an bài khác, đương nhiên, nếu là không rời đi, ta cũng sẽ cho bọn hắn nhất định số định mức cái khác đền bù, chủ yếu vẫn là xem bọn hắn ý tứ. Đóng lấy, Cổ Tú Vân liền đem năm trước sự tình cho từng cái bàn giao một lần, cuối cùng lại hỏi Mã Hướng Nam cùng Mã Hướng Đông, các ngươi sang năm còn nguyện ý giúp ta coi chừng lấy bên kia trong viện sự tình. Chương 286, mới thăng quản sự. Cổ Tú Vân không thể không có câu hỏi này, dù sao cùng cái khác trường công khác biệt mặc kệ là mã hướng đông vẫn là mã hướng nam nhà bọn họ đều là có mình ruộng đồng muốn chiếu cố huống chi hai người nàng dâu cũng đều tại mình nơi này làm việc nàng cũng không thể quá tự tư để bọn hắn vì chuyện của nhà mình mà chậm trễ trong nhà thu hoạch chuyện này ngươi không hỏi chúng ta cũng dự định nói cho ngươi ta cùng đại ca đã thương lượng qua đều lưu lại hiển nhiên là không thành bây giờ chuyện của nhà ngươi cũng đều đi vào quỹ đạo coi như không có chúng ta huynh đệ tại cũng sẽ không có ảnh hưởng gì cho nên ta cùng đại ca vẫn là muốn trở về chiếu kháng trong nhà ruộng đồng cùng mấy đứa bé mong rằng phu nhân cùng nhị tiểu thư thông cảm anh em nhà họ mã liếc nhau một cái mã hướng nam đem người một nhà thảo luận kết quả nói ra cổ tú vân nghe được mã hướng nam lời này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn nguyên bản mã gia tình huống lại thanh hà thôn liền xem như tương đối tốt bọn hắn cũng chẳng qua là xem ở cha trên mặt mũi lưu lại giúp mình nửa năm đã là rất cho mình mặt mũi. Mở năm về sau, rất nhanh liền lại là cày bừa vụ xuân, bây giờ trong nhà gã sai vặt trường công đều có, huynh đệ bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý lưu lại nữa. Dù sao, nếu không phải bây giờ không có biện pháp, ai không muốn qua cái thanh nhàn thời gian, ngược lại là muốn tới trong nhà người khác làm giúp mặt người thúc đẩy. Hai người đã quyết định muốn đi, Cổ Tú Vân cũng không có ép ở lại đạo lý nói một phen lời cảm kích về sau, lại biểu thị hy vọng hai người có thể một mực làm đạo cày bừa vụ xuân trước đó, đã không chậm trễ hai nhà nông sự, còn có thể giúp đỡ mình từ trường công bên trong, chọn lựa ra mấy cái đắc lực, tất nhắc lên làm quản công việc. Anh em nhà họ Mã cùng những cái này trường công tiếp xúc thời gian tương đối dài, đối bọn hắn cũng hiểu rất rõ ràng, chuyện này giao cho bọn hắn là không thể tốt hơn, còn có chính là lúc trước đã nói xong, cho ưu tú trường công nhóm thêm tiền thưởng sự tình, cũng còn phải cần hai người bọn họ đề danh ứng cử viên. Anh em nhà họ mã tự nhiên là không có ý kiến gì, bản này chính là lúc trước nói xong, huống chi, làm sự tình vẫn là muốn đến nơi đến chốn mới tốt. Ai, hai vị thúc thúc đi lần này, ta đi đâu tìm, giống các ngươi như vậy chân tâm thật ý, vì nhà ta sắp xếp lo gian nan người A. Đem tất cả mọi chuyện, đều thu xếp thỏa đáng về sau, cổ tú vân nhịn không được ung dung thở dài anh em nhà họ mã liếc nhau mã hướng nam cười nói là ngươi quá đề cao chúng ta bây giờ cổ gia thế nhưng là chúng ta thanh hà thôn không chúng ta thanh dương trấn cũng là có thế phái thượng hào đại địa chủ hạ nhân gã sai vặt càng là nhiều không kể xiết huynh đệ chúng ta ở đây tối đa cũng liền có thể coi là dệt hoa trên gấm liền xem như đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến cổ gia cổ tú vân cười cười không nói gì nữa. Người trong thôn biết được anh em nhà họ mã muốn từ cổ gia trường công sự tình, không khỏi nhau nhau nghị luận lên, thậm chí còn tìm tới cửa đến, muốn bổ hai người trống chỗ. Dù sao, cổ gia trường công tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tiền công cao, phúc lợi tốt, ngày Tết còn có ngoài định mức hồng bao cầm, chủ gia lại dễ nói chuyện, vẫn là người trong thôn, so với trong nhà trồng kia vài mẫu còn chưa đủ lấy no bụng ruộng đồng, tại cổ gia làm trường công, vậy đơn giản chính là một kiện đại đại mỹ xoa. Anh em nhà họ mã là đầu óc bị lừa đá, mới có thể từ cái này công, về nhà làm ruộng đi. Cổ tú vân bệnh ngày ngày chuyển biến tốt, thoáng chớp mắt, cũng đã là 27 tháng chạp, mắt thấy cách năm mới cũng chỉ có 3 ngày, trong nhà cũng biến thành phi thường bận rộn, niên lễ tại hôm qua liền để trong nhà trường công từng nhà đưa ra ngoài. Bởi vì đã nói xong 28 liền nghỉ, cho nên một ngày này buổi trưa, cổ gia triệu tập tất cả trong nhà làm việc nghi người, tại trường công trong viện tập hợp. Cổ Tú Vân đầu tiên là để mã hướng nam cùng vương thị, đem khoảng thời gian này trường công cùng Tú nương nhóm tiền công đều cho kết toán. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, trường công nhóm một năm tiền công là 8 lượng bạc, nhưng bởi vì trường công nhóm bắt đầu làm việc thời gian, đã là 6 tháng cuối năm, cho nên chân chính tính toán ra, năm nay chỉ làm hơn 5 tháng việc. Cổ Tú Vân cũng không cùng bọn hắn so đo một ngày này nửa ngày tiền công, dự định dựa theo nửa năm cho bọn hắn kết toán, chỉ có điều đổi cái phương thức. Cổ Tú Vân đầu tiên là để mã hướng nam dựa theo mỗi ngày 30 đồng tiền lớn đem tiền công cho kết, mỗi người đến tay là ba lượng bạc, mặt khác một lượng bạc, liền xem như cho đại gia hỏa ăn tết hồng bao. Khác còn có trước đó liền cho mỗi cái trường công đều chuẩn bị kỹ càng một con cá, cũng coi là lấy cái may mắn, mỗi năm có thừa nha. Có cái này ngoài định mức một lượng bạc hồng bao, cùng một con cá lớn, trường công nhóm đều cao hứng không thôi, đều yêu thích tiếp, thầm nghĩ cái này đông gia quả nhiên là tài đại khí thô, cuối năm hồng bao vậy mà như thế lớn. Vì cổ vũ trường công nhóm làm việc nhi tính tích cực, cổ tú vân khác còn thiết lập một cái giải thưởng, đó chính là dân chúng ném chọn, tuyển ra nửa năm qua này biểu hiện tốt nhất hai cái trường công, tiến hành ngoài định mức ngợi khen, tiền thưởng là hai lượng bạc. Đối với điểm này, cổ tú vân nghĩ rất rõ ràng lúc này trường công cùng tiền thế dân đi làm cũng không kém nhiều lắm nhưng lại so đi làm tộc muốn vất vả chút dù sao trường công nhóm là muốn gọi lên liền đến càng không có cái gì tăng ca cùng tiền tăng ca nói chuyện rất nhiều người thời gian nửa năm này liền nhà đều không có trở về qua một lần nơi nào có sống liền hướng nơi nào sai khiến cũng đúng là vất vả huống chi mở năm về sau trong nhà cũng toàn bộ nhờ bọn hắn đi chuẩn bị tại cổ tú vân nơi này, mỗi người trong tay ruộng đồng thu hoạch tốt xấu, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến phúc lợi của bọn hắn, dù sao, nếu là mặc kệ làm tốt xấu, mỗi cái trường công tiền công đều là giống nhau, khi đến năm còn có ai nguyện ý ra sức vì nhà mình làm việc đây. Cho nên, có chút giải thưởng, là nhất định. Cuối cùng bỏ phiếu tuyển ra đến, một cái là mã hướng đông, còn một người khác gọi dài thuận trường công. Dài thuận là sát vách thanh dương thôn, làn da ngâm đen, nhìn rất là chất phát trung thực, ngày bình thường không thế nào thích nói chuyện, nhưng là làm việc nhi lại là không thể chê. Dài thuận cùng mã hướng đông có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đặc biệt có thể chịu được cực khổ, có cái gì công việc bẩn thiểu mệt nhọc, bọn hắn đều sẽ cướp làm, mình kia một phần công việc làm xong sau, sẽ còn chủ động trợ giúp những người khác làm việc, rất được trường công nhóm thích, cái này một phần ban thưởng cho bọn hắn. Cũng coi là danh xứng với thực hai lượng bạc đối ở đây trường công nhóm đến nói, đã là hơn mấy tháng tiền công, nếu là đổi lại ở nhà trồng trọt thời điểm, cái này hai lượng bạc, không chừng vẫn là nửa năm thậm chí một năm thu hoạch, đủ để cho tất cả mọi người động tâm. Cho nên, làm cổ Tú Vân nói ra, năm sau mỗi lần thu hoa màu thời điểm, sẽ còn căn cứ thu hoạch nhiều ít, tương ứng cho thu hoạch kẻ cao nhất một phần hồng bao lúc, tất cả mọi người có chút trục trịch ngóc đầu dậy, nhao nhao biểu thị nhất định phải lấy ra mình giữ nhà bản sự đến, cho đông gia một phần hài lòng bài thi. Cổ Tú Vân đối với cái này, đáp lại cười nhạt một tiếng, tuyệt không coi là thật, cái này cùng tiền thế phát tiền lương cùng cuối năm thưởng thời điểm đồng dạng, gần như mỗi người đều sẽ hướng thượng cấp cam đoan nói, sang năm nhất định sẽ làm rất tốt, tranh thủ có thế có một cái tốt hơn thành tích, về phần năm sau xuống tới. Làm có hay không nói xinh đẹp như vậy, liền phải nhìn mọi người năm sau biểu hiện. Nờ dê đông cùng mã hướng nam sau khi thương nghị, đều sách một cái tên là ngô đại tráng trường công. Cái này trường công niên kỹ tương đối những người khác đến nói phải lớn một chút, nhưng là người rất chịu khó. Tại trường công nhóm ở trong nói chuyện cũng rất có uy tín, nghe nói còn nhận biết mấy chữ, cũng thực là là cái không sai ứng cử viên. Về phần tại sao không có chọn cái kia gọi dài thuận, thực sự là người kia quá mức trung thực, lại không thích nói chuyện, dù sao, cổ tú vân nói tới quản công việc, là muốn giúp lấy nàng xử lý một chút việc vặt vảnh, tỉ như nói trường công nhóm ở giữa một chút mâu thuẫn, hoặc là trong nhà một chút đột phát tình trạng. Cũng nên có một cái có thể chịu đựng được tràn tử, cầm được nghĩ kế. Hiển nhiên, như là muộn hồ lô đồng dạng sẽ chỉ làm việc dài thuận, lại là không thích hợp. Cho nên, lần này trực tiếp chọn định chính là ngô đại tráng tới làm quản công việc, quản công việc tiền công, cũng cùng cái khác trường công có tăng lên rất nhiều. Trường Nguyên bản 1 năm 8 lượng bạc cơ sở bên trên, lại thêm 5 lượng bạc, cũng chính là một năm 13 lượng bạc, đây chính là rất lớn một món thu nhập. Chuẩn bị cho tốt những cái này về sau, Mã Hướng Nam huynh đệ liền dẫn Trường Công nhóm bắt đầu giúp đỡ Cổ Tú Vân trong nhà, đem cho ăn hai đầu heo đều cho mang ra ngoài, bỏ vào Trường Công bên này trong viện giết. Đây cũng là Cổ Tú Vân ý tứ, miễn cho ở bên kia làm như vậy huyết tinh, còn nhao nhao đến hai đứa bé đến lúc đó giết làm thịt xong trực tiếp đem thịt đưa về trong viện liền thành mỗi cái trường công cùng tú nương nghĩ trước đó cũng có thế phân đến mấy cân thịt lấy về ăn tết ăn sau đó chính là cho tú nương nhóm kết tiền công bên này một mực là từ trương thị cùng vương thị phụ trách vương thị biết chữ có thế ký sổ có thể nói có mã gia cái này hai đôi vợ chồng tại thật là cho cổ tú phân tiết kiệm không ít sự tình Cổ Tú Vân chỉ cần đem Tú Nương nhóm tổng cộng cần bao nhiêu tiền công đều giao cho các nàng, liền có thể. Cổ Tú Vân trong nhà Tú Nương, càng giống là hiện đại dân đi làm, mỗi ngày 8 giờ công việc chế, mỗi tháng là một sâu tiền tiền công, bởi vì là cuối năm, Cổ Tú Vân khác cho các nàng riêng phần mình chuẩn bị một cái hồng bao, dù không có trường công bên kia nhiều, nhưng cũng có một sâu tiền niên kỹ cuối cùng thưởng. Đám người tự nhiên là không có ý kiến gì, huống chi, tại các nàng xem đến, nam nhân tiền công so nữ nhân cao, kia là không thể bình thường hơn được, huống chi, các nàng đến bắt đầu làm việc thời gian, vốn cũng không có bắt đầu làm việc nhóm lâu. Tác phường bên này, cũng không có cái gì người giải thưởng, thế nhưng lại để Trương Thị cùng Vương Thị tuyển ra khoảng thời gian này đến nay, biểu hiện tốt nhất một cái tổ, một cái kia tổ thành viên, mỗi người cũng đều có thế đa phần phải một sâu tiền tiền thưởng, đồng thời biểu thị, về sau mỗi tháng cuối tháng, đều sẽ bình chọn ra một tổ ưu tú tổ viên ra tới tiến hành ban thưởng cái này khiến còn lại không lấy được tiền thưởng tổ viên nhóm ao ước đồng thời lại có mới động lực nhao nhao biểu thị lần tiếp theo nhất định phải thật tốt làm việc tranh thủ cầm tới một tháng này một sâu tiền tiền thưởng cổ tú vân nhất nguyện ý nhìn thấy chính là như vậy sĩ khí cổ vũ dáng vẻ bởi vì hôm nay là làm công việc ngày cuối cùng cho nên Cổ Tú Vân để mọi người đem tác phường bên này thật tốt dọn dẹp một chút, liền đi trong viện hỗ trợ. Xử lý tốt Trường Công cùng tác phường bên trong sự tình, Triệu Minh cùng Quý An hai người cũng đến Thanh Hà thôn, dưới mắt là nên đến cuối năm lũng sổ sách thời điểm. Triệu Minh cùng Quý An phân biệt đơn giản hồi báo một chút, khoảng thời gian này y nhân phường cùng thượng phẩm tiên trên phương diện làm ăn sự tình, gặp phải vấn đề, cùng giải quyết phương án, sau đó chính là hai cái cửa hàng khoảng cổ tú vân đều tinh tế nghe cảm thấy tốt tự nhiên là tán dương một phen cảm thấy còn có không đủ liền cũng đưa ra ý kiến của mình cuối cùng cổ tú vân nhìn một chút sổ sách y nhân phường khoản ngược lại là dễ làm vương thím bên này đều là có xuất nhập kho ghi chép hai mái hiên vừa so sánh chỉ cần không có quá lớn xuất nhập cũng liền không sai biệt lắm mà thượng phẩm tiên khoản từ mua nguyên vật liệu đến bán ra đều có người đặc biệt tiến hành ghi chép cũng là sẽ không xảy ra vấn đề gì cho nên cổ tú vân chỉ là hơi nhìn một chút liền buông xuống không thể không nói hai nhà cửa hàng bên trong thu nhập là rất khả quan y nhân phường càng là tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng tại trừ bỏ vật liệu cùng nhân công phí tổn về sau chẳng những đem lúc trước bàn cửu lâu chi phí đều cho kiếm lại thậm chí còn có một vạn ba thiên lưỡng bạc lãi ròng nhuận đây chính là một bút lớn vô cùng thu nhập cổ tú vân đối với cái này cũng rất là hài lòng nhưng cũng biết mình kia cửa hàng bên trong y phục định giá cao nguyên nhân một là kiểu dáng mới lạ thứ hai vẫn là muốn quyết định bởi tại tài năng thượng thừa xứng đáng cái giá tiền này nếu là kinh doanh thỏa đáng mình cũng có thể có chút lợi nhuận cổ vũ hai người vài câu dựa theo trên hợp đồng mặt cho hai vị trưởng quỹ kết tiền công cũng các hai người đều phát một cái đỏ chót phong vất vả hai người các ngươi cổ tú vân từ đáy lòng nói đến nếu là không có bọn hắn mình nơi nào có thế nhẹ nhàng như vậy làm một cái vung tay trưởng quỷ. Nhị tiểu thư khách khí, đây là hẳn là. Quý An liên tục không ngừng nói, nếu không phải có nhị tiểu thư dìu dắt, ta nơi nào có thế có cơ hội như vậy. Cổ Tú Vân trong tay có thể sử dụng người thực sự là quá ít, mà trong nội tâm nàng càng là rõ ràng, muốn để bọn hắn một lòng một ý vì chính mình làm việc, vậy sẽ phải cho đủ bọn hắn chỗ tốt, nhường ra một bộ phận lợi ích, cũng không phải không thể quý trưởng quỷ, ta ở đây nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nhị tiểu thư có chuyện gì cứ việc phân phó, ta định toàn lực ứng phó. Quý An nghe xong, bận biểu chính thần sắc, cung kính nói. Là như vậy, trước đó hồng gì cho bộ kia viện tử, ta vẫn luôn không rảnh đi tiếp nhận, ngươi nếu là nguyện ý, không phòng đem người trong nhà tiếp nhận đi, thu thập hai gian phòng ra tới ở, ta sẽ an bài người đặc biệt tay, đi qua quét dọn, các ngươi coi như là hỗ trợ nhìn xem viện tử cổ tú vân trầm ngâm một chút đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra về sau nói không chừng hàng năm chúng ta đều sẽ bên trên nơi đó đi ở mấy ngày bên kia ngày bình thường không có người nhìn xem cũng là không yên lòng các ngươi ở qua đi cách cửa hàng bên trong cũng có thế gần chút các ngươi vừa đi vừa về cũng thuận tiện cái này cái này như thế nào được quý an nguyên lai tưởng rằng là chuyện gì nghe xong là chuyện này lập tức liền có chút phản ứng không kịp. Cái này có cái gì không được, ngươi chỉ nói nguyện ý còn không nguyện ý. Cổ Tú Vân cười khẽ một tiếng, hỏi lần nữa. Tự nhiên là nguyện ý. Quý An chỉ là hơi tưởng tượng, liền sản khoái đồng ý, trong lòng của hắn rất rõ ràng, đông gia cái này rõ ràng là muốn giúp tự mình giải quyết người trong nhà dừng chân vấn đề, lại nói là muốn mình giúp nàng một tay, chính là sợ trong lòng mình không thoải mái, dạng này đông gia, mình đây là kiếp trước là tu mấy đời phúc khí, mới gặp phải. Quý An trong nhà, chỉ có hai huynh đệ cùng một cái lâu dài bệnh nặng mẫu thân sống qua, bây giờ, hai huynh đệ cái bởi vì có thượng phẩm tiên phần này tiền công không sai công việc, mẫu thân cũng có đầy đủ tiền bạc xem bệnh, hiện tại đã có thể xuống đất giúp làm chút công việc. Chương 288, Thả Nghĩ Đông Nương miệng bên trong thường nói nhất một câu, chính là hai huynh đệ cái lần này, là gặp được quý nhân, nếu là không phải có dạng này đông gia nhà bọn hắn thời gian còn không biết là dạng gì đâu cho nên nàng nhiều lần căn dặn hai đứa con trai nhất định phải thật tốt báo đáp đông gia dạng này đông gia chính là đốt đèn lồng đó cũng là khó tìm vậy thì tốt quyết định như vậy nhưng cần ta tìm phái người tới hỗ trợ quý gia tình huống cổ tú vân từ triệu minh nơi đó biết nguyên bản ở thổ phôi phòng bởi vì niên đại lâu ngày đã sớm lung lay sắp đổ làm sao, gia phụ chết sớm, huynh đệ thật sớm liền gánh vác lên gia đình trách nhiệm. Quý An bên ngoài làm công, Quý Hòa ở nhà chiếu cố mẫu thân, hầu hạ kia một mẫu ba phần đất, thời gian qua mặc dù túng quẩn, nhưng cũng còn có thế chịu đựng. Về sau mẫu thân bệnh nặng, hai huynh đệ cái chỉ có thể cùng đi ra cho người ta làm việc, một tháng tiền công cũng không nhiều lắm, có đôi khi gặp được những cái này không nói đạo lý trưởng quỷ, lấy các loại danh mục cắt xén tiền công kia cũng là chuyện thường, đến tay càng là không có mấy đồng tiền, vì mẫu thân bốc thuốc đều không đủ. Còn thiếu không ít tiền bạc, lại nơi nào có thế đắp lên lên phòng ở. Thẳng đến hai người bị Triệu Minh từ bến tàu bên kia cho mang ra, tại thượng phẩm tiên làm việc, thời gian mới dần dần ổn định lại, đặc biệt là quý an thăng trưởng quỹ về sau, thời gian càng ngày càng tốt, cho tới bây giờ, không chỉ có mẫu thân trị hết bệnh, trong tay bọn họ cũng có thể có chút tiền dư. Chỉ là, bọn hắn đều không muốn bởi vì sự tình trong nhà mà chậm trễ cửa hàng bên trong sự tình, cho nên, lập nhà sự tình, mới lại gắt lại, cổ Tú Vân đối với cái này rất là cảm kích, liền nghĩ lấy để bọn hắn dọn đi Hồng Nguyệt cái kia mới trong viện ở, trái phải nơi đó gian phòng cũng đủ nhiều. Không cần không cần. Quý An nghe vậy liên tục khoát tay nói không cần, còn có chút tiếc nuối gãi gãi cái ót, nhà ta những cái này phế phẩm cũng không có gì dễ thu dọn, Tối hôm nay ta cùng đệ đệ trở về dọn dẹp dọn dẹp, đến mai chúng ta liền ở qua đi, chính ở đằng kia qua năm mới. Cổ Tú Vân thấy này cũng không có nói cái gì, chỉ nói nếu là viện tử thiếu khuyết cái gì, cứ việc liệt ra tờ đơn đến, đến lúc đó nàng tự sẽ để người chọn mua. Nói định chuyện này, Cổ Tú Vân lại để cho Dương quản sự mang mấy cái gã sai vặt đi qua, đi trước bên kia viện tử dọn dẹp một chút, nhìn xem thiếu thứ gì, cùng nhau bổ sung lập tức liền phải ăn tết coi như không người ở cũng nên có chút ăn tết dáng vẻ lại đem cửa chính câu đối cùng đèn lồng cái gì đều cho chuẩn bị cho tốt dương quản sự tự nhiên là đều ứng đem những này đều xử lý xong còn lại chính là quý nhân phường sau cùng một nhóm hàng cùng mộng ảo nhạc viên bên trong sự tình bên kia bởi vì từ hồng nguyệt tại quản lý nàng không tiện nhúng tay chỉ là để dương quản sự cho mộng ảo nhạc viên bên trong bọn tiểu nhị đều chuẩn bị một cái hồng bao thì thôi sự tình các ngươi buổi trưa lưu lại ăn cơm đi. Cổ Tú Vân lần nữa nhìn xem Triệu Minh cùng Quý An mở miệng phần cơm. Hôm nay trong nhà mổ heo ăn mới mẻ thịt heo. Không được không được cửa hàng bên trong còn có chút sự tình không có bàn giao chúng ta cái này trở về. Quý An liên tục khoát tay cửa hàng bên trong không phải có Tiểu Nhị đang nhìn a à, đến đều đến cũng không kém cái này nhất thời nữa khác. Cổ tú vân cũng không có để người đi. Triệu Minh cùng Quý An liếc nhau, nhân tiện nói tạ, không tiếp tục kiên trì. Cổ tú vân nhà năm nay giết hai đầu lớn heo mập, lớn nhất một đầu, ước chừng có hai trăm sáu bảy mươi cân. Cái này hai đầu heo giai đoạn trước thế nhưng là cổ tú lệ tự mình nuôi nấng, liền xem như về sau, nàng cũng sẽ thường xuyên đi qua nhìn một chút. Ngược lại là hôm nay trong nhà mổ heo thời điểm, cổ tú lệ liền mặt đều không có lộ một chút. Cổ Tú Vân cũng là không keo kiệt, cho nhà làm việc, bao quát trương lão bá ở bên trong trường công cùng Tú Nương nhóm, một người xưng 5 cân thịt heo, lại cho trong thôn cùng nhà mình quan hệ tốt người ta, đều đưa 10 cân, còn cắt 20 cân xuống tới, làm buổi trưa đồ ăn. Cổ Tú Vân để bên kia chuyên môn vì trường công nhóm nấu cơm trương đại nương, làm nhiều một chút các loại lấy thịt heo làm chủ món ăn, đến lúc đó mọi người cùng nhau ăn, bên này cũng đem trong phòng bếp người sai khiến đi qua giúp đỡ trợ thủ. Lúc ăn cơm, trực tiếp là phía trước viện trong thính đường bày hai bàn cho trường công nhóm ngồi, sát vách trong sương phòng đầu hai bàn là cho Tú Nương cùng đầu bếp nhóm ngồi, về phần cổ Tú Vân bọn hắn, ngược lại là không cùng lấy cùng đi tham gia náo nhiệt, chỉ là từ cổ Tú Vân hướng các bàn kính chén rượu. Hôm nay mặc kệ là trường công vẫn là Tú Nương, trên mặt của mỗi một người đều treo cười, vừa mới kết một số lớn tiền công, lại phân thịt, phân cá, lập tức lại có thể nghỉ mà lại đông gia còn nói nghĩ mấy ngày nay cũng là cho tính tiền công nơi nào có không vui vẻ đều nói năm nay thế nhưng là có thế qua một cái phong phú niên kỷ làm cổ tú vân tiến lên đây mời rượu thời điểm từng cái đều đầy cõi lòng cảm kích nói tạ cũng biểu thị năm sau nhất định làm rất tốt cổ tú vân nói vài câu lời xã giao về sau liền tùy ý chính bọn hắn ăn cơm mình thì là về hậu viện cùng mẫu thân các nàng cùng nhau ăn cơm buổi chiều còn có một con lợn muốn chết, lại là ngày nghỉ một ngày trước, mọi người ăn uống no đủ, cũng không cần người chào hỏi, buông xuống bát liền tự phát trở lại bên kia viện tử, lần nữa bắt đầu bận rộn. Quét dọn viện tử, chỉnh lý khố phòng, hỗ trợ thu thập lòng lợn, lại thêm hỗ trợ giết gà làm thịt vịt, riêng phần mình loay hoay quên cả trời đất, nhưng cũng đều có phi thường minh sát phân công, một chút cũng không có bởi vì nhiều người, mà lộ ra lộn xộn. Triệu Minh cùng Quý An, đang ăn qua cơm về sau cũng liền cáo từ rời đi cổ tú vân ăn cơm xong về sau sang đây xem một chuyến đúng là không có gì mình có thế mó tay vào được liền cũng liền đem bên này đều giao cho dương quản sự cùng anh em nhà họ mã coi chừng mình đi khố phòng trong khố phòng vương thím cùng trương thẩm tử chính chỉ huy người đem tất cả làm tốt y phục cùng còn chưa làm tài năng đều cho phân loại chỉnh lý tốt đăng ký tạo sách về phần còn có một số đã cắt may tốt lại còn chưa tới kịp làm xong có thế đẩy nhanh tốc độ tận lực buổi chiều cho làm được làm không được liền lại cái khác cất đặt tại một chỗ hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy cổ tú vân cũng chỉ là nhìn trong chốc lát liền dứt khoát trực tiếp về mình trong viện đi vì lý do an toàn đến nửa lần buổi trưa dương quản sự nhi liền để cách khá xa mấy cái trường công về trước đi còn lại đều là trong làng hỗ trợ thu thập xong lại đi cũng liền không quan trọng thẳng đến sắc trời chạng vạn thời điểm, bên kia trong viện thanh âm, mới dần dần ngừng lại, đám người nhao nhao từ chủ gia, mỗi người đều vui tươi hớn hở mang theo mình cá cùng thịt, một mặt bội thu vui sướng đi về nhà. 29 Tết thời điểm, trong làng lấy cổ gia bỏ vốn tu tập con đường kia, tại lý chính đám người chỉ huy dưới, chính thức hoàn thành, cuối cùng rồng rã 4 tháng, lẻ loi tổng tổng, hết thảy tiêu tốn 450 lượng bạc. Ngày hôm đó, Lý Chính Hàng Thanh Sơn cùng thôn trưởng Lý Tam thúc lần nữa đi vào cổ gia, trả lại còn lại bạc. Chương 289, đều nghĩ nuôi cá. Cổ Tú Vân vừa cười vừa nói, cái này bạc nói xong là cho người trong thôn dùng, nơi nào còn có thu hồi đạo lý, còn lại những cái này các ngươi không phòng giữ lại, đợi đến lúc nào trong thôn cần thời điểm, lại dùng cũng chính là. Tú Vân a, ta chỗ này có cái yêu cầu quá đáng lý tam thúc cũng không có ngoài ý muốn cổ tú vân nói tới lời này có chút do dự mở miệng nói ra tam thúc có chuyện gì xin mời ngài nói cổ tú vân có chút nghi hoặc nhìn lý tam thúc hắn ngày bình thường làm việc nghi lưu loát cho tới bây giờ đều không quanh co lòng vòng hôm nay không biết đây là làm sao là như vậy nhà ngươi cái này trong hồ nước năm nay nuôi không ít cá đại gia hỏa cũng đều nhìn ở trong mắt cho nên có không ít thôn dân cũng muốn mở hồ nước nuôi cá ngươi nhìn. Lý Tam Thúc đúng là có chút xấu hổ mở miệng, nhưng hắn là thôn trưởng, đã có thôn dân tìm mình, nói chuyện này, hắn liền không thể không quản, như nuôi cá không phải cổ gia, hắn ngay cả chào hỏi cũng không cần đánh, liền mặc cho bọn hắn đi, thế nhưng là cổ gia vì người trong thôn làm nhiều như vậy, hắn cảm thấy vẫn là phải cùng cổ Tú Vân nói một tiếng. Ta đây cũng là muốn để người trong thôn thời gian có thế khá hơn một chút, năm nay niên kỹ cảnh không được tốt, nếu là người trong thôn có thế có một phần cái khác thu nhập luôn có thể phụ cấp một chút nguyên lai like, tam thúc nói là chuyện này a à. cổ tú vân nghe nói như thế lại là cười nguyên bản cũng không có nhà ta nuôi cá liền không để người bên ngoài trong nhà nuôi đạo lý nếu là có thôn dân muốn đi theo nuôi cá ta cũng không có ý kiến có điều tam thúc cái này cảnh cáo ta có thể nói ở phía trước cái này nuôi về nuôi nhưng là cái này có thể không thể có thu hoạch liền xem chính bọn hắn ta cũng không dám cho người ta đảm bảo đây là tự nhiên tự nhiên lý tam thúc nghe được nàng như thế thông tình đạt lý trong lòng cao hứng nhưng vẫn là cảm thấy có chút xin lỗi cổ tú vân trong nhà có chút ngượng ngùng hắn làm thôn trưởng tự nhiên cũng là hy vọng các thôn dân thời gian có thế khá hơn một chút đã cổ gia có như thế cái kiếm tiền kiếm sống hắn cũng hy vọng có thể kéo theo trong thôn người cùng một chỗ làm chỉ là như vậy vừa đến đối cổ gia dường như liền có chút không quá phúc hậu đúng hàng bá phụ lý tam thúc ta có một ý tưởng không biết các ngươi có bằng lòng hay không cổ tú vân nếu biết người trong thôn muốn nuôi cá phía trong lòng liền sinh ra một cái ý nghĩ đến mở miệng nói ra là như vậy mọi người không phải là muốn nuôi cá nha chúng ta trong thôn nhiều như vậy người 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 nuôi cá kia là không có khả năng nơi này không phải còn thừa lại chút bạc sao chẳng bằng chúng ta từ trong làng tổ chức đào bên trên ba bốn miệng hồ nước đến thả cá nuôi cổ tú vân kỳ thật cũng là hy vọng có thể tạo phúc trong thôn nếu là thật sự có thể trợ giúp người trong thôn nhiều một phần thu nhập nàng cũng không có gì không vui lòng huống chi nàng hiện tại thật đúng là chướng mắt ao cá bên trong kiếm mấy cái này tiền đợi đến mở năm cá của nàng đường chủ yếu vẫn là muốn dùng đến trồng thực củ sen củ ấu chờ trên nước cây trồng chẳng bằng bán một cái nhân tình cho thôn trưởng. Mỗi một chiếc hồ nước từ mấy hộ hoặc là mười mấy hộ người phụ trách nuôi nấng, một hộ nuôi mười ngày tám ngày, mấy phen vòng xuống tới, một năm cũng liền đi qua, đến lúc đó thu cá thời điểm, liền do cái này mấy nhà người cùng một chỗ phân cá, là bán vẫn là giữ lại mình ăn, đều từ bọn hắn định đoạt. Chủ ý này không sai, dạng này đã không chậm trễ mọi người trong ruộng công việc, lại có thể phân đến đầy đủ cá, cho dù là nuôi bồi mỗi người nhà cũng liền tổn thất chút cá, sẽ không đã thương cùng căn bản, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Tam Thúc vẫn không nói gì, hàng lý chính liền ngay cả gật đầu liên tục nói tốt. Năm nay chúng ta làng đại hạn, thu hoạch thu được ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu là có thể tại vị đưa cao chút địa phương, đào hơn mấy miệng hồ nước, bên trong đồn tiếp nước, đến lúc đó dù cho không có nuôi ra cá đến, gặp được bực này khô hạn năm tháng, không chừng còn có thế phát huy được tác dụng, giải quyết ruộng đồng tưới tiêu vấn đề. Làm lý chính, hắn suy xét liền càng muốn nhiều một ít, nếu là cái này biện pháp có thể làm thông, hắn còn muốn lấy tại mình quản hạt mấy cái này trong làng áp dụng xuống dưới, đây chính là tạo phúc trong thôn chuyện thật tốt. Cổ Tú Vân trong lòng không khỏi yên lặng vì hắn giơ ngón tay cái lên, đây cũng chính là trong lòng mình suy nghĩ, năm nay khô hạn, nàng là được chứng kiến, mặc dù nhà mình liền trồng kia một mẫu ba phần đất, thế nhưng là sản lượng thật là làm lòng người chua nếu không phải là mình có cái khác kiếm sống chỉ dựa vào kia vài mẫu địa còn phải đói ra cái nguy hiểm tính mạng tới mà nhà mình trong hồ nước bởi vì cấp trên lại dòng suối nhỏ lại là cố ý làm qua phòng rỉ nước ngược lại là vẫn luôn có nước nhưng cũng không có khả năng cứu được toàn thôn ruộng đồng chỉ có làm nhiều mấy cái bồn nước mặc kệ là khô hạn vẫn là thủy tai đó cũng là có thể có tác dụng lớn Cổ tú vân tuy là cái ngoại lai hộ thế nhưng là đối với thanh hà thôn thôn dân trừ nhà của những người kia bên ngoài vẫn rất có hảo cảm tại phạm vi năng lực của mình bên trong có thể giúp nàng vẫn là muốn tận lực giúp đỡ tốt vậy liền làm như vậy chờ mở năm chúng ta thật tốt ở trong thôn đi dạo nhìn xem có cái gì phù hợp đào hồ nước địa phương lý tam thúc nghe được hàng lý chính nói như vậy cũng có loại hiểu ra cảm giác lúc này liền đánh nhịp làm ra quyết định có điều, cái này bạc không thể từ nhà ngươi một nhà bỏ ra, đã cái này ao là cho người trong thôn dùng, riêng phần mình cũng nên ra chút tiền bạc ra tới. Tam thúc, cái này tiền bạc sự tình, các ngươi nhìn xem lo liệu liền tốt, không nắm quyền sự tình đều đến hỏi ta. Cổ Tú Vân đối cái này hiển nhiên là không có ý kiến, trái phải tiền nàng đã cho ra đi, có thể sử dụng số tiền này làm những gì, liền xem bọn hắn hai cái. Vậy sao được đâu, nhiều như vậy tiền bạc đều là ngươi móc, nguyên bản cái này sửa đường cũng là đại gia hỏa sự tình, chỉ là trở ngại người trong thôn tình hình gần đây, ta mới mặc dạng mày dày cho bọn hắn phát xuống tiền công, cũng làm cho bọn hắn có thể an tâm qua cái này năm, lần này, nói cái gì cũng không thể để ngươi một nhà ra tiền bạc. Lý Tam Thúc đối với chuyện này, cũng có được mình kiên trì, nghe được cổ tú vân lời này, lại là lắc đầu nói. Có câu nói rất hay, thăng gạo dưỡng ân nhân, đấu gạo nuôi cừu nhân, có ít người lòng người vĩnh viễn là không biết thỏa mãn ngươi lần này lần trả giá thời gian lâu dài bọn hắn liền làm thành là chuyện đương nhiên đến lúc đó nếu là có cái kia một lần trong làng làm cái gì đại sự bọn hắn đều trông cậy vào ngươi bên này cho bọn hắn ra bạc lý tam thúc nói đến đây không khỏi nhìn về phía cổ tú vân ngươi bên này không có phụ trách toàn bộ tiền bạc không chừng liền có thể để một ít bạch nhãn lan sẽ còn trái lại chỉ trích trong nhà ngươi cái này coi như được không bù mất. Cổ Tú Vân nghe lời này, sững sờ ngay tại chỗ, đây cũng là nàng không nghĩ tới. Ừm, người Lý Tam Thúc nói không sai, nên như thế nào, vẫn là thế nào, có điều, đợi đến đào hồ nước thời điểm, nhà ngươi có thể không đi người, dùng bạc thay thế sức lao động, chúng ta sẽ cùng bọn hắn nói rõ ràng, nhân công cái gì, người trong thôn mình ra, cần chỗ tiêu tiền, chúng ta cũng cùng một chỗ bày, nên nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Hàng Thanh Sơn trùng điệp gật đầu, hiển nhiên cũng rất là tán thành thôn trưởng lời này. Chương 290, yêu thích ăn Tết. Tạ ơn hàng bá phụ cùng Lý Tam Thúc nhắc nhở, ta biết. Cổ Tú Vân mang trên mặt điềm tĩnh ý cười, vội vàng nói tạ. Là chúng ta nên thay các thôn dân cảm ơn ngươi mới đúng, ngươi đây cũng là đưa tiền, lại là đưa cá, năm nay chúng ta thôn người, cũng có thế vượt qua một cái tốt năm. Lý Tam Thúc từ đáy lòng nói đưa tiễn hàng thanh sơn cùng lý tam thúc cổ tú vân quay đầu liền đem tất cả mọi chuyện đều cùng người trong nhà nói người trong nhà đều cảm thấy bọn hắn suy xét nhiều có lý dù sao bọn hắn đại phòng chính là như thế tới lúc trước cha còn tại thời điểm suốt ngày bên trong ra ngoài đi săn trong nhà việc nhà nông cũng giống vậy không rơi xuống nhưng không có phải nửa câu tốt ngược lại là cổ đại ý cái kia chuyên môn tiêu tiền người mỗi khi trong triều đình kho gạo lương thực phát xuống đến cũng có thể làm cho cổ lý thị nói khoác một lúc lâu, mà trong nhà những người khác, thậm chí cũng cảm thấy, hắn mới là trong nhà trả giá nhiều nhất người. 30 Tết sáng sớm, Thanh Hà thôn thôn dân từng nhà đều dậy thật sớm, bắt đầu thu thập viện tử, mặc kệ là nam nữ già trẻ, trên mặt đều tràn đầy hỉ khí. Tại Tết một ngày này, là đại nhân nhóm quanh năm suốt tháng nhất chờ đợi thời khắc, cũng là bọn nhỏ mong đợi nhất thời khắc, một ngày này, cho dù là ngày bình thường nhất khốn khổ người ta nhất keo kiệt bà chủ đều sẽ nghĩ hết biện pháp làm đến dừng lại sủi cảo đem hết khả năng đặt mua trên một cái bàn tốt bữa cơm đoàn viên mặc kệ rời nhà bao xa người đều sẽ nghĩ đến phải chạy về nhà ăn bữa bữa cơm đoàn viên mặc kệ trong nhà đến cỡ nào để người phiền não hoặc sầu tâm sự tình đều sẽ tạm thời để qua một bên trông coi lão nhân trong nhà cùng hài tử thật tốt qua cái đoàn viên năm từ giờ khắc này bắt đầu trước đó đã phát sinh cao hứng cũng tốt thất lạc cũng được dù là lại có không vui sự tình cũng đều muốn phủ lên nụ cười buông ra nội tâm thật tốt ăn một bữa cơm bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này bữa cơm này là tất cả mọi người trong lòng coi trọng nhất dừng lại đây là đối quá khứ một năm vất vả an ủi cũng là đối năm đầu cuộc sống tốt đẹp hướng tới cổ tú vân trong nhà lúc này cũng là một phen náo nhiệt cảnh tượng dương quản sự nhi mang theo mấy cái gã sai vặt tại mỗi cái cửa cửa trên đầu, đều dán lên câu đối, phủ lên hỏa hồng đèn lồng. Mà Hà Thị, thì là mang theo mấy đứa bé, cùng một chỗ tại nhà chính bên trong vô cùng cao hứng nói lời nói, bao lấy sủi cảo, phân phó lấy bọn nha hoàng đem nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Nhìn xem nha hoàng bọn sai vặt ra ra vào vào công việc, mẫu nữ mấy cái nhìn nhau cười một tiếng, cái này năm, là các nàng qua giàu có nhất, cũng thoải mái nhất một năm bởi vì là cơm tất niên, đã tiếp cận một năm không tiếp tục xuống trù hà thị, cũng chuẩn bị xuất thủ lần nữa, làm đến vài món thức ăn. Tỉ muội ba cái thì là riêng phần mình bao lấy các loại hãm liêu sủi cảo, toàn gia người vô cùng náo nhiệt. Năm nay trường công, còn có ba cái không có trở về, lúc này cũng đi theo trong sân đầu hỗ trợ. Rất nhanh, sủi cảo liền ra nồi, nhìn xem từng bàn nóng hôi hổi sủi cảo, mặc kệ là chủ tử vẫn là hạ nhân, từng cái trên mặt đều mang khó nén ý cười, đám người vội vã ăn xong điểm tâm, liền muốn chuẩn bị buổi trưa niên kỹ cơm. Ở nơi này, có lẽ là vì tiết kiệm dầu thấp, lại có lẽ chính là như vậy phong tục, bữa cơm đoàn viên đều là tại buổi trưa liền ăn. Cổ Tú Vân nhà cùng những năm qua không giống, những năm qua đều là tại nhà cũ cùng cổ xưa hán bọn hắn cùng một chỗ qua, năm nay cùng với các nàng cùng một chỗ ăn Tết, trừ trong nhà hạ nhân bên ngoài, chính là trương lão bá hai ông cháu, tăng thêm thôi lão bá, cùng không có trở về ba cái trường công. Trương lão bá ông cháu cùng thôi lão bá đều là đi theo chủ gia một bàn ăn, mà hạ nhân nhóm bên kia còn có hai bàn, nha hoàng cùng bọn sai vặt đều là tách đi ra ngồi. Theo một trận lốc bốt tiếng pháo nổ lên, bữa cơm đoàn viên cũng chính thức bắt đầu, lần này trong nhà mỗi một bàn đều trọn vẹn chuẩn bị 18 cái đồ ăn, mà lại đều là món ngon, đừng nói là nha hoàng gã sai vặt, chính là đối với Hà thị những chủ nhân này đến nói, đó cũng là tương đương xa xỉ, không, phải nói là xa xỉ nhất một lần. Thế nhưng là, mặc kệ là Hà thị vẫn là cổ tú vân, nhìn thấy dạng này tràn đầy tam đại bàn sắc hương vị đều đủ ăn uống, trong lòng có chỉ là cao hứng. Hôm nay là ba mươi Tết, hôm nay chúng ta không phân chủ tử hạ nhân, cũng không có người ngoài, tất cả mọi người ăn ngon uống ngon, năm sau chúng ta tranh thủ đem thời gian lại tốt hơn qua hà thị mặc dù đã bị người hôn một đoạn thời gian phu nhân nhưng vẫn là cái trung thực trên núi phụ nhân cũng không quá biết nói chuyện tại mấy đứa con gái cổ vũ dưới tùy ý nói vài câu lời xã giao về sau cái này bỗng nhiên bữa cơm đoàn viên liền bắt đầu người cả phòng đều cùng kêu lên ứng hòa tuy chỉ là đơn giản một câu nhưng cũng để lòng của mọi người bên trong đều ấm áp mười phần thoải mái của một năm tại mọi người tiếng cười vui bên trong bất tri bất giác trôi qua rất nhanh liền nên đón một năm mới, đảo mắt chính là đầu năm mùng 1, ngày hôm đó trước kia, trong nhà tất cả mọi người dậy thật sớm, thay đổi đã sớm chuẩn bị kỹ càng bộ đồ mới, liền trong nhà bọn hạ nhân cũng đều không ngoại lệ. Tại dương quản sự dẫn đầu dưới, bọn hạ nhân từng đợt từng đợt tiến lên đây, cùng chủ tử thỉnh an, nói các tường năm mới lời khấn, Hà Thị liền sẽ để Xuân Lan đem buổi tối hôm qua mẫu nữ mấy cái, liền đều chuẩn bị kỹ càng khen thưởng cho bọn hạ nhân hồng bao, nhất nhất cho phát xuống dưới. Nhìn xem bọn hạ nhân vui mừng hớn hở tiếp hồng bao, Hà thị mẫu nữ cũng còn có loại giật mình như mộng cảm giác, từng có lúc, những cái này chỉ có đại hộ nhân gia chủ tử mới có thể làm sự tình, các nàng cũng có thể làm như thế thành thạo. Đợi đến bọn hạ nhân bái xong năm, Trương lão bá cùng thôi lão bá mang theo Trương Bình An, cũng tới cùng Hà thị chúc Tết, sau đó chính là ba cái kia trường công. Đương nhiên trong này tự nhiên cũng ít không được hà thị cho mấy đứa bé chuẩn bị hồng bao những năm qua trong tay bọn họ đầu là không có tiền liền xem như muốn chuẩn bị hồng bao cái kia cũng không có cách nào nhiều nhất chính là tại năm trước thời điểm cổ đại xuyên bán xong con mồi len lén giấu mấy cái đồng tiền lớn còn phải len lén cho mấy đứa bé miễn cho để cổ lý thị biết sẽ huyên náo gà chó không yên cho nên năm nay hà thị tại cái mấy đứa bé hồng bao thời điểm có thể nói là đem mình tất cả vốn riêng đều phân cho năm đứa bé. Cổ Tú Vân tại cầm vào tay không ít hồng bao lúc, liền biết mẫu thân là đem một năm qua này, mình giao cho nàng tiêu vặt, gần như đều cho tỷ đệ mấy cái, nhưng cũng không nói gì thêm, vô cùng cao hứng tiếp, quay đầu nhưng cũng lấy ra mình chuẩn bị hồng bao, người trong nhà trong tay mỗi người có một cái. Hà Thị cùng Cổ Tú Lệ nhìn xem đưa tới trước mặt mình hồng bao, kinh ngạc há to miệng, ngay cả chúng ta đều có. Đúng thế, bây giờ ta cũng là có chút tài sản địa chủ, nên hiếu kính nương cùng đại tỷ." Cổ Tú Vân một mặt vẻ đắc ý, đem người trong nhà hồng bao đều cho phát xuống dưới, cười nói, "Về phần các đệ đệ muội muội, đây là ta làm tỷ tỷ, cho các ngươi tiền mừng tuổi." Cổ Tú Lệ nhìn xem trong tay mình hồng bao, dở khóc dở cười nói, "Vậy ta hiện tại, có phải là cũng phải quay đầu đi cho các đệ đệ muội muội, chuẩn bị một cái nha?" 291 Ngọc Dịch Quỳnh Tương. Nếu là đại tỷ nguyện ý, ta cũng không để ý nha. Cổ Tú Vân che miệng lạc lạc cười không ngừng, cũng dẫn tới mọi người tại đây đều nở nụ cười. Không nghĩ tới cổ Tú Lệ vẫn thật là quay đầu cho Hà Thị, cùng trong nhà mấy cái tiểu nhân đều bao hồng bao. Cổ Tú Linh tại tiếp vào hồng bao thời điểm, không khỏi cười mặt mày công công, hôm nay nàng cùng hai cái còn tại trong tả lót lão tứ lão ngủ, mới là thu hoạch lớn nhất. Hẳn đến nhà bên trong tất cả mọi người đến bái qua năm mọi người mới bắt đầu ăn cơm buổi sáng ăn uống tương đối đơn giản bởi vì hôm qua ăn tết lúc chuẩn bị ăn uống khá nhiều rất nhiều đồ ăn trên cơ bản đều không hề động qua hà thị lại là cái tiết kiệm quen liền để người đem những cái này đều cho nóng một chút lại phối hợp hôm qua bao các loại hãm liêu sủi cảo có thể nói cũng là phi thường phong phú nếm qua điểm tâm người trong nhà thu thập thỏa đáng liền dẫn đồ vật chuẩn bị ra ngoài chúc Tết, gia đình trên núi tập tục, đầu năm mùng 1 là muốn đi trong làng các trưởng bối trong nhà đi đến một vòng, bái niên. Cổ Tú Vân nhà bởi vì cùng nhà của các đức liên hệ, lần này liền cũng không có ý định đi qua, chỉ làm cho trong nhà trường công, cầm đồ vật đi qua đi một chuyến, liền xem như chúc Tết. Về phần người còn lại nhà chúc Tết, thì là từ cổ Tú Lệ mang theo cổ Tú Linh cùng đi, mà Hà Thị thì là mang theo cổ Tú Vân cùng hai đứa bé trong nhà ở lại dạng này trời, cổ Tú Vân cũng thực sự là không muốn ra ngoài, huống chi, nàng cũng là sợ trong thôn những người khác tới nhà chúc Tết, thông cửa, trong nhà cũng nên có người ở nhà bên trong tiếp đãi nương còn phải xem lấy hai đứa bé, luôn luôn không tiện. Bởi vì năm trước liền đưa ăn Tết lễ, cho nên, chúc Tết thời điểm, chỉ cần hơi sách chút đồ vật, ý tứ một chút là được. Cổ Tú Vân trong nhà cho mỗi nhà chuẩn bị là một bao điểm tâm cùng một cân đường trắng năm mới trong lúc đó, mặc kệ là nhận biết không biết, gặp mặt đều sẽ lẫn nhau chào hỏi, nói lên một câu chúc mừng năm mới, đây cũng là lấy cái may mắn. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, năm nay đến cổ gia chúc Tết người, đặc biệt nhiều, mặc kệ nhận biết không biết, đều muốn thừa dịp ăn Tết cơ hội này, cùng cổ gia bộ cái gần như càng nhiều thì là đến hỗn cái quen mặt, hỏi thăm một chút cổ gia còn có cái gì công việc cần nhân thủ thời điểm, đặc biệt là biết anh em nhà họ Mã không còn làm đều muốn đến bổ cái này trống chỗ phải biết cổ gia mở ra tiền công cùng cuối năm tiền thưởng thế nhưng là để không ít lúc trước không có tới ứng chiêu người hối hận không thôi mà năm này chính là tiếp xúc cổ gia cơ hội tốt nhất cổ tú vân xoa mình cười có chút cứng đờ gương mặt trong lòng âm thầm hối hận không thôi sớm biết mình cũng nên đi theo đại tỷ ra ngoài chút tết ai biết hôm nay đầu năm mùng một liền có nhiều như vậy người tìm tới cửa cổ tú vân cũng là bất đắc dĩ tại nàng trí nhớ của đời trước bên trong những năm qua lúc sau tết trong nhà trừ trong thôn la càng người cơ bản không có người bên ngoài đến dù sao thanh hà thôn là một cái kẻ ngoại lai chiếm đa số làng ở đây cổ gia càng là không có cái gì thân thích bây giờ trong nhà tình huống tốt nhận biết không biết đều tới thực sự là để nàng có chút buồn bực về sau cổ tú vân dứt khoát cũng không ra mặt chỉ làm cho dương quản sự ứng phó các nàng lúc này mới nhẹ nhõm không ít. Cùng cổ gia tương phản, là cách nàng nhà không xa mạc gia, mạc gia lúc này trừ dược lão viện tử coi như náo nhiệt bên ngoài, khắp nơi là hoàn toàn yên tĩnh, cửa chính như cũ đứng hộ vệ, một mặt người sống chớ tiếng bộ dáng liền xem như muốn bên trên Mạc gia chúc tết người, cũng đều trùng bước. Mà Mạc gia chủ nhân Mạc Ngọc Thành, lúc này lại cũng không tại Thanh Hà Thôn, mà là tại cách Thanh Hà Thôn có vạn dặm xa Kinh Đô, Trấn Nam Vương phủ sát vách một tòa trong sân. Lúc này Mạc Ngọc Thành toàn thân áo đen, như cũ mang theo mặt nạ, trên mặt một mảnh túc sát chi khí. Mạc Ngọc Thành sau lưng, hai cái đồng dạng toàn thân áo đen trang phục nam tử quỳ một chân trên đất, cùng hắn bẩm báo lấy cái gì. "Biết, đi xuống đi." Không biết qua bao lâu, Mạc Ngọc Thành băng lãnh thanh âm mới truyền ra. Hai cái người áo đen im hơi lặng tiếng lui ra. Mạc Ngọc Thành nhếch miệng lên một vòng khó nén độ cong, một cái phi thân, liền biến mất ở tại chỗ. Trấn Nam Vương trong phủ, cũng là phi thường náo nhiệt, mặt gia các chủ tử, tất cả đều tụ hội một đường, tại trong phòng nghị sự ngồi, trước mặt trên mặt bàn, bày biện sắc hương vị đều đủ đồ ăn, lại không một người động đũa. Mạc lão thái gia trên mặt sương lạnh nhìn xem trước mặt nhị đệ, cùng một đám chấp nhi nữ môn, nghe bọn hắn ngươi một lời ta một câu nói trái lương tâm, chỉ coi không biết. Không biết nhị lão thái gia là không nhìn thấy đại ca của mình biến đen sắc mặt, vẫn giả bộ không thấy được, thấy đồ ăn đều lên đủ, liền bưng chén rượu, hướng về phía mặt lão thái gia nói, đại ca, hôm nay là đầu năm mùng một, tiểu đệ ta mời ngươi một chén rượu, nguyện thân thể ngươi khỏe mạnh, mọi chuyện thuận ý. Vậy ta liền tạ ơn nhị đệ. Mặt lão thái gia cũng cầm chén rượu lên, giống như cười mà không phải cười nói, đại ca ta cũng chúc ngươi, một năm mới bên trong có thể tâm tưởng sự thành. Mạc lão thái gia nói xong, liền đem rượu trong ly, uống một hơi cạn sạch. Lúc này, bên ngoài đi tới một cái hộ vệ, trong tay còn vững vàng bưng lấy một cái khay, phía trên đặt vào một cái bầu rượu cùng mấy cái ly rượu. Tại hộ vệ lúc tiến vào, hai mắt cùng Mạc lão thái gia đối mặt, Mạc lão thái gia trong mắt lập tức liền hiện lên một vòng không muốn người biết tia sáng, lại thoáng qua liền mất, tuyệt không để người phát giác lão thái gia, đây là ngài muốn ngọc dịch quỳnh tương. Người tới chính là mang mặt nạ, đổi lại hộ vệ ăn mặt mặt ngọc thành. Tốt, thả chỗ này đi. Mạc lão thái gia gật gật đầu, ra hiệu hắn đem rượu ấm buông xuống. Mạc ngọc thành theo lời đem rượu ấm đặt ở lão thái gia bên cạnh thân, liền thối lui đến cách đó không xa đứng vững. Đại ca, ngươi cái này hộ vệ, trước kia làm sao chưa thấy qua nha. Nhị lão thái gia nhìn chầm chầm mặt Ngọc Thành nhìn hồi lâu, xác định mình cũng không nhận ra, nhìn không được mở miệng hỏi. Nhị đệ lúc nào đối bên cạnh ta người, quan tâm như vậy, liền ta đổi tên hộ vệ, ngươi cũng có thể biết. Mặt lão thái gia trào phúng cười một tiếng, đưa tay bưng lên mặt Ngọc Thành mới đặt lên bàn bầu rượu, rót cho mình một chén rượu, đầu tiên là ngửi ngửi, lập tức liền miệng nhỏ uống, thần sắc trong mắt, càng sáng hơn mấy phần, hoàn toàn không có mới ngồi xuống lúc lệ khí ta cái này không phải cũng là quan tâm đại ca nha sợ hãi đại ca bên này đột nhiên đổi nhân thủ sợ là có chút không quen nhị lão thái gia rõ ràng có chút xấu hổ vội vàng cười cười ha hả nhưng trong lòng có mấy phần dự cảm không tốt hắn người đại ca này luôn luôn hỉ nộ không lộ vừa rồi mình cố ý khích giận với hắn hắn cũng chẳng qua là mặt đen chìm mấy phần cũng không có làm ra cái gì đến nhưng là bây giờ chỉ là uống một chén rượu. Dường như tâm tình liền thư sướng không ít, trong này chẳng lẽ có vấn đề gì đi. Vậy ta liền đa tạ nhị đệ quan tâm. Mạc lão thái gia cười nhạt một tiếng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, lập tức lần nữa cầm bầu rượu lên, hướng về phía bên kia nâng nâng, nhị đệ cần phải đến một chén cái này ngọc dịch quỳnh tương. Chương 292, Mạc gia đột biến. Tốt, cái này ngọc dịch quỳnh tương thế nhưng là khó được đồ tốt, chính là có tiền cũng mua không được đây này cũng chính là đại ca nơi này tùy thời đều có thể hét tới nhị lão thái gia trên mặt cũng mang theo cười che giấu tâm tình trong lòng đến huynh đệ chúng ta cũng có rất nhiều năm không có cùng một chỗ vui sướng từng uống rượu hôm nay chúng ta không say không về mặt lão thái gia cũng không có cầm trong tay trong bầu rượu rượu cũng cho hắn mà là đối sau lưng mặt ngọc thành nói đi lại cho nhị lão thái gia cũng tới một bầu rượu Mạc Ngọc Thành ứng thanh lui ra ngoài, rất nhanh liền lại bưng giống nhau như đúc bầu rượu tới, cung kính đặt ở nhị lão thái gia bên người, nhị lão thái gia chậm dùng. Mạc Ngọc Thành nói, liền lần nữa trở lại lão thái gia sau lưng cách đó không xa đứng vững, cúi thấp đầu, phản phất một cái người tàn hình. Đến, nhị đệ, chúng ta uống. Mạc lão thái gia lần nữa dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, một bên lão phu nhân nhìn xem trượng phu của mình, há to miệng, lại là cũng không nói đến ngăn cản tới nhị lão thái gia mặc dù hoài nghi nhưng cũng không nhìn ra cái gì đến sau lưng sớm đã có người vì hắn rót một chén rượu hắn bưng chén rượu lên do dự chỉ chốc lát liền uống một hơi cạn sạch thở dài vẫn là cái này ngọc dịch quỳnh tương nhất hăng hái theo hai vị trưởng giả bắt đầu uống rượu đang ngồi cái khác người nhà họ mạc cũng nhao nhao cầm đũa lên không quan tâm bắt đầu bắt đầu ăn nhị đệ a Chúng ta lần trước như thế uống rượu, đã là 10 năm trước đi. Qua ba lần rượu, Mạc lão thái gia đột nhiên nói. Đúng không, tự như là có tầm 10 năm. Nhị lão thái gia nghe vậy tự hồ là trầm ngâm một chút, rồi mới lên tiếng. Mười mấy năm a. À. Mạc lão thái gia tự hồ là trùng điệp thở dài một cái, thời gian thật là cái thứ tốt, có thể để người thấy rõ ràng quá nhiều người và sự việc. Nhị lão thái gia không có nói tiếp chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, chờ đợi lấy câu sau của hắn, nghĩ thầm, rốt cục đến. Quả nhiên, không có quá nhiều đại hội nhi công phu, mặt lão thái gia liền mở miệng lần nữa nói. Vài thập niên trước, chúng ta vẫn là thanh tỉnh phủ một cái tiểu sơn thôn bên trong con hoang, suốt ngày bên trong liền biết leo cây móc trứng chim, xuống sông bắt cá tôm, thời điểm đó thời gian, mặc dù bần hàng, lại là vô cùng thoải mái, trong mỗi ngày cần lo lắng, chỉ là bữa tiếp theo nên ăn chút gì mặt lão thái gia cầm trong tay chén rượu, tại trước mắt mình, không ngừng chuyển động, dường như đắm chìm trong mình trong hồi ức. Ngẫu nhiên chạy tới vương cử nhân nhà ổ gà bên trong, trộm hai cái trứng gà, bị phát hiện, tranh thủ thời gian leo tường chạy trốn. Mạc lão thái gia vừa nói, đúng là ha ha nở nụ cười. Mạc Ngọc Thành ở một bên nghe, lại nửa chút cũng không có cao hứng lên, còn lại người nhà họ Mạc, chỉ là lặng lặng hợp lý cố sự nghe, trên mặt còn mang theo nụ cười dối trá. Về sau, đột quyết binh giết tiếng chúng ta làng, giết chết rất nhiều cái thôn dân, huynh đệ chúng ta hai cái bởi vì đi trên núi mốc tổ chim, mà tránh được một kiếp, từ chỗ ấy về sau, chúng ta liền thề với trời, đời này, nhất định phải giết tới đột quyết hang ổ, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Mạc lão Thái Gia nói, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên người phu nhân, khắp khuôn mặt là nhu hòa ý cười, về sau, chúng ta liền gặp được Minh Lan, là nàng cứu chúng ta một mạng, đem chúng ta từ trong đống người chết đào ra tới. Mà nhị lão thái gia lại tại nghe nói như thế thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ảm đạm không hiểu tia sáng, cũng không có dự định đánh gãy hắn ý tứ. Mặt lão thái gia tự hồ là đến hứng thú nói chuyện, từ hai người khi còn bé một chút, một mực giảng đến bọn hắn kiến quốc lập nghiệp, kết hôn sinh con, sau lại trợ giúp tiền nhiệm thánh thượng, đánh một cái tiếp một cái thắng trận, mà nhị lão thái gia cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem mạc gia sản nghiệp mở rộng đến toàn bộ xích vũ quốc về sau mạc lão thái gia được phong làm trấn nam vương trở thành đương triều đế quân thân phong tịnh kiên vương trong lúc nhất thời toàn bộ mạc gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên trấn nam vương thanh danh càng là vang vọng toàn bộ xích vũ quốc trở thành toàn cái xích vũ quốc không người dám tại có thể rung chuyển đại gia tộc mười năm trước là nhị đệ ngươi nói muốn để bọn nhỏ đi thêm học hỏi kinh nghiệm, mà phụ trách đến tiếp sau lương thảo vận chuyển, cũng là ngươi. Mạc lão thái gia nhìn mình chầm chầm đệ đệ, không có chút nào tránh đi đang ngồi vãn bối ý tứ, ta vốn cho rằng, bọn nhỏ có ta mạc gia hổ lan chi sư, lại thêm nhị đệ ngươi dư thừa lương thảo chi viện, bọn hắn một trận chiến này, tuy có chút khó khăn, cũng không có nguy hiểm. Mạc lão thái gia trào phúng cười một tiếng, lại không nghĩ rằng, vấn đề thứ nhất, nằm ở chỗ lương thảo cung ứng phía trên, nhị đệ, ta vẫn luôn tín nhiệm ngươi, cho dù có chút hoài nghi, lại vẫn luôn không muốn tin tưởng. Đại ca đây là tại quái nhị đệ A. Nhị lão thái gia sắc mặt chìm lại chìm, lại không chút nào yếu thế nói, năm đó tình huống, ngươi không phải không biết, năm đó chúng ta cũng là gặp mai phục, bên người thân vệ chết hơn phân nữa, ta cũng là dùng hết toàn lực, mới chống đến đại ca tới cứu ta. Mặt lão thái gia khoát tay áo, ngắt lời hắn đúng vậy a à, may mà ta kịp thời đuổi tới mới đưa ngươi từ đột quyết binh trong tay cứu ra tại ngươi cùng thiên nhi lăng nhi ở giữa ta lựa chọn ngươi lại bởi vậy cũng mất đi ông trời của ta cũng cho ta lăng nhi thành bây giờ bộ dáng này nhị lão gia tử sắc mặt có chút ngượng ngùng trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp cũng không có phủ nhận bá tổ cha mất đi đã qua hôm nay là đầu năm mùng một chúng ta nói chút cao hứng đi Mạc Ngọc Đào thấy trên bàn bầu không khí thực sự có chút để người không quá dễ chịu, nhịn không được mở miệng khuyên nhủ. Lúc nào, ta Mạc gia người, cũng như vậy không có quy củ rồi. Mạc lão thái gia nghe vậy đột nhiên liền lạnh sắc mặt, các đại nhân nói chuyện, há có người một cái vãn bối xen vào địa phương. Vân vân vân, bá tổ cha dạy phải. Mạc Ngọc Đào trên mặt như cũ mang theo cười, liên tục nhận lầm, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, chỉ là kia một đôi mắt bên trong lãnh ý nhưng không giấu giếm ở hắn đứng đối diện mặt ngọc thành mà ở đây những người còn lại trên mặt dù tự nhiên chưa biểu hiện ra cái gì đến nhưng là trong mắt cười trên nỗi đau của người khác lại là làm sao cũng che giấu không ngừng mặt ngọc thành ánh mắt từ mọi người ở đây trên mặt từng cái đảo qua đột nhiên đã cảm thấy vô cùng tưởng niệm tại thanh hà thông sinh hoạt hắn muốn rời xa rời xa những cái này dối trá đến cực điểm khuôn mặt rời xa nơi này thị thị phi phi giờ phút này trong đầu của hắn không khỏi hiện ra của tú vân kia một tấm gương mặt thanh lệ luôn luôn cười chân thật như vậy như vậy để người muốn tới gần không chút nào làm ra vẻ cao hứng liền lớn tiếng cười không vui vẻ liền sẽ mạnh mẽ trừng ngươi liếc mắt thậm chí phát cáo không để ý tới ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không như vậy dối trá ngay tại mặt ngọc thành thần du chân trời thời điểm lại nghe bên tai bột một tiếng vang cái bàn bị mặt lão thái gia một chưởng cho đập cái nhão nhoẹt, chén dĩa rơi đầy đất, đám người kinh hô một tiếng, nhao nhao rời đi vị trí cũ của mình, có chút không biết làm sao nhìn trước mắt hết thảy. Chương 293, là hiểu lầm sao? Cốt ngươi cái mặt hàng xương, quả nhiên người cũng như tên, rất máu lạnh vô tình, ngay cả mình chất tử cùng cháu trai đều có thể hại. Mặt Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp lão gia tử hướng về phía nhị lão thái gia liền vọt tới, một cái bóp chặt nhị lão thái gia cuốn họng, hai mắt đỏ ngào, qua nhiều năm như vậy, ta mạc hàng khâu có điểm kia nhi có lỗi với ngươi, a à, đại bá, ngài mau buông tay, ngài là không phải hiểu lầm cha ta cái gì rồi. nhị phòng trưởng tử chớ xa, phản ứng đầu tiên liền muốn tiến lên đem cha mình giải cứu ra, lại không biết bị nơi nào xuất hiện hộ vệ áo đen ngăn cản tại trước người. hiểu lầm, mạc lão thái gia cười lạnh, một đôi đỏ ngầu con mắt nhìn chầm chầm trước mặt bởi vì cổ bị người kẹt chủ, hô hấp không khoái, mà có chút sắc mặt đỏ lên đệ đệ, là hiểu lầm sao. Đại, đại ca. Ta. Nhị lão thái gia con ngươi trừng lớn, có lòng muốn muốn giải thích thứ gì, thế nhưng là bị bóp chặt trong cổ họng, lại không phát ra được thanh âm nào. Chớ xa lòng nóng như lửa đốt, nhưng là nhìn lấy phòng bên trong đột nhiên thêm ra đến một đám nhìn chầm chầm hộ vệ, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, người còn lại càng là liền thở mạnh cũng không dám khẩn trương nhìn xem người áo đen sau lưng mặt ngọc thành yên lặng đi đến lão gia tử sau lưng giống như vô tình ngăn tại lão phu nhân trước người mà lúc này mặt lão thái gia bóc lấy đệ đệ mình tay đột nhiên đẩy về phía trước nhị lão thái gia liền bị hắn đẩy đi ra thân thể mạnh mẽ đâm vào trong phòng một cây vòng tròn lớn trụ bên trên phốc một chút phun ra một nguồn máu nửa ngày đều không có đứng lên cha Gia Gia Chớ xa cùng mặt ngọc đào bận bịu xông lên phía trước đỡ nhị lão Thái Gia, lại bị nhị lão Thái Gia mạnh mẽ một chút, cho đẩy ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem nhị lão Thái Gia chật vật từ dưới đất bò dậy, trực tiếp dùng tay lau một chút vết máu ở khóe miệng, lập tức từng bước một giống mặt lão Thái Gia đi gần, bước chân lại là vô cùng nhẹ nhàng, phản phất dở xuống một bộ nặng ngàn cân gánh. Mặt Ngọc Thành nhíu mày nhìn trước mắt người, vô ý thức hướng phía trước vượt một bước, ngăn tại lão thái gia trước người, mà lúc này, mặt lão phu nhân cũng thay đổi tiếng lên mấy bước, đứng tại chồng mình trước người, nhìn chầm chầm trước mặt nhị lão thái gia mặt như băng sương đạo, vừa rồi khâu đại ca nói đều là thật. Ha 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 ha! Nhị lão thái gia tại lão phu nhân trước mặt dừng bước lại, nhìn nàng thật lâu, đột nhiên phát ra tới giống như điên cuồng tiếng cười, cái này cười, một tiếng lớn hơn một tiếng, xông thẳng tới chân trời, nói không nên lời thoải mái, nhưng lại xen lẫn một chút cái khác không muốn người biết cảm xúc. Không sai, ngươi cho tới nay đều đối với ta rất tốt, coi ta là ngươi người thân nhất, thế nhưng là ngươi cái này người có cái mau bệnh, đối với mình người thân cận, luôn luôn thói quen xem nhẹ. Không biết qua bao lâu, nhị lão thái gia rốt cục ngưng nụ cười, một mặt trào phúng nhìn xem đại ca của mình, ngươi luôn luôn không có chút nào lý do để ta giúp ngươi làm cái này, làm cái kia, nhưng xưa nay không có nghĩ qua ta có muốn hay không làm, có nguyện ý hay không làm, người đối cái khác người luôn luôn rất khẳng khái, thủ tính. Thế nhưng là ngươi đối ta đây. Đối ta cái này thân đệ đệ đâu? Trừ tìm lấy, xưa nay không biết cho. Mạc lão thái gia ngơ ngác nhìn trước mắt cái này, hắn trên thế giới này duy nhất có lấy quan hệ máu mũ huynh đệ, đã từng, hắn có thể không chút do dự A phía sau giao cho hắn, tại sinh tử nguy nan thời điểm, lẫn nhau dựa vào, tại cùng đường mặt lộ thời điểm, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng là bây giờ, hắn bỗng nhiên ở giữa cảm thấy. Trước mắt cái này chậm rãi mà nói, mặt lộ vẽ trào phúng người, hắn cho tới bây giờ cũng không nhận biết qua. Đại ca, chúng ta từ tiểu tướng theo vì mệnh, ngươi từ nhỏ liền so ta thông minh, ngộ tính cũng cao hơn ta, học cái gì đều nhanh hơn ta, nhiều năm như vậy, nếu như không có ngươi, có lẽ ta vẫn chỉ là một cái bình thường phổ thông đám dân quê, căn bản liền không khả năng ngồi vào bây giờ vị trí. Nói đến đây, nhị lão thái gia rủ xuống ánh mắt, có chút nhắm lại mắt. Đã như vậy, ngươi vì sao muốn đối với ta như vậy? Vì sao muốn đối ngươi chất tử cháu trai xuống tay? Mặt lão thái gia nhìn chồng chọc vào hắn, gần từng chữ một, ta đưa cho ngươi, chẳng lẽ thiếu sao? Không ít. Nhị lão thái gia mở to mắt, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, liền như là kia ngủ say ác lan thanh tỉnh lại, thế nhưng là đại ca, ngươi nhưng từng cân nhắc qua ta muốn cái gì. Nhị lão thái gia đưa tay dùng sức vỗ lồng ngực của mình, chậm rãi lắc đầu, đem ánh mắt rơi vào mặt Ngọc Thành bên cạnh thân cách đó không xa lão phu nhân trên thân, trong mắt lại lộ ra vô tận ôn nhu cùng gợn sóng, lão thái gia thân thể đột nhiên khẽ giật mình, đồng dạng thuận hắn ánh mắt, nhìn sang, nơi đó, là hắn cả một đời nhất trân ái người vì nàng dù là hắn trở thành dưới một người trên vạn người trấn nam vương nhưng cũng không có nạp thiếp ý nghĩ lúc trước minh lan là ta trước gặp phải cũng là ta phát thể muốn dùng cả một đời đi che chở thế nhưng là ngươi lại không lưu tình chút nào đưa nàng từ bên cạnh ta cướp đi nhị lão thái gia đem ánh mắt chậm rãi quay lại đến đại ca của mình trên mặt ngươi biết ta chỗ này có bao nhiêu đau nhức đến cỡ nào không tình nguyện sao đủ nhị đệ ngươi uống nhiều chớ có ăn nói linh tinh mặt lão thái quá làm sao cũng không có nghĩ đến mặt hàng xương vậy mà lại ở thời điểm này lật lên lúc trước kia món nợ xấu lập tức trong lòng hoảng hốt nổi giận nói minh lan qua nhiều năm như vậy ta đối với ngươi tâm tư ngươi là rõ ràng nhất nhị lão thái gia thâm tình nhìn xem lão phu nhân trong mắt tràn đầy cưng chiều cùng không cam lòng năm đó nếu không phải hắn hoành đao đoạt ái ngươi bây giờ chính là ta thê tử mười năm trước nếu không phải ngươi lấy tính mạng bức bách để ta bỏ qua đại ca hắn đã sớm chết mặt lão phu nhân cúi đầu trầm mặc không nói năm đó nàng hướng vào vốn là mặt hàng khâu thời điểm đó mặt hàng khâu trong mắt người ngoài là như vậy ngang ngược bá đạo thiết huyết vô tình thế nhưng là ở trước mặt nàng lại là cái ôn nhu đa tình tài hoa hơn người nam nhân bọn hắn rất nhanh cũng liền rơi vào võng tình về sau mặt hàng khâu để bà mối tới nhà cầu hôn bọn hắn theo lý đương nhiên cùng đi tới, thế nhưng là đột nhiên có một ngày, nàng lại phát hiện tiểu thúc tử mặt hàng xương đối nàng dường như có cái khác tâm tư, cái này khiến nàng rất là bối rối, thế là, nàng tận khả năng tránh cùng hắn đơn độc ở chung. Có lẽ là cảm thấy nàng tận lực né tránh, mặt hàng xương cũng dần dần xa lánh, thường là vừa đi ra ngoài chính là hơn mấy tháng, trở về về sau, hắn lại không có qua bất luận cái gì không ổn cử động, điều này cũng làm cho Minh Lan yên tâm không ít về sau, tiểu thúc tử cũng lấy vợ sinh con, Minh Lan coi là, hết thảy đều đã đi qua. Lại không nghĩ rằng, về sau phát sinh một hệ liệt sự tình, lại làm cho nàng trở tay không kịp. Trong phòng hết thảy mọi người, đều nín thở, có chút không thể tin nhìn xem đây hết thảy, đại phòng cũng tốt, nhị phòng cũng được, mỗi người sắc mặt đều có chút cổ quái. Mặt lão thái gia càng là khiếp sợ nói không ra lời, một đôi mắt chăm chú nhìn chầm chầm phu nhân của mình, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, Minh Lan cùng đệ đệ của mình ở giữa, còn có dạng này gút mắt. Chương 294, Huynh đệ ngăn cách Mạc Ngọc Thành cùng vẫn luôn không có cái gì tồn tại cảm Mạc Lan, cũng đồng dạng là một mặt không thể tin nhìn xem tổ mẫu của mình, mẫu thân, chẳng lẽ nhị lão Thái Gia nói đều là thật. Tổ phụ cùng tổ mẫu chút tình cảm này, đừng nói là tại Kinh Đô, cho dù là tại toàn bộ xích Vũ Quốc, đó cũng là bị truyền vì giai thoại. Tuổi trên 50 tổ phụ cùng tổ mẫu, qua nhiều năm như vậy, hiếm khi vì sự tình gì đỏ qua mặt, vợ chồng hai cái cầm sắc hài hòa, tương kính như tân, tiện sắc bao nhiêu có tình nhân, nếu là. Mạc Ngọc Thành không còn dám tiếp tục nghĩ. Nhị đệ, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ nói những cái này, lại có gì ý nghĩa? Huống chi, cho tới nay, chẳng qua là ngươi mong muốn đơn phương thôi, ta là Khâu Ca thê tử đây là không thể nghi ngờ sự thật mặt lão phu nhân ngẩng đầu nhìn về phía nhị lão thái gia không có bị người trước mặt mọi người vạch trần chuyện cũ lúng túng ngược lại là một mặt thản nhiên cũng làm cho lão thái gia đi theo dần dần bình tĩnh lại mặc dù lúc này trong lòng của hắn cũng dị thường không thoải mái thế nhưng là lấy hắn đối minh lan hiểu rõ đã minh lan nguyện ý cùng mình thành thân vậy đã nói rõ trong lòng của nàng cũng không có nhị đệ nói như vậy mười năm trước sự tình, ngươi cũng biết. Mặt lão thái gia chăm chú nhìn chầm chầm mình bên gối mấy chục năm thê tử, trong lời nói tràn đầy thê lương. Khâu ca, ngươi tin ta. Chuyện này, ta quay đầu lại giải thích với ngươi. Mặt lão phu nhân chỉ là nhìn chồng mình liếc mắt, liền lần nữa đem ánh mắt, rơi vào nhị lão thái gia trên thân, gần từng chữ một, khâu ca vừa rồi nói, đều là thật. Thiên nhi cùng lăng nhi lần kia ngoài ý muốn, đều là ngươi thiết kế không sai là ta đối mặt với lão phu nhân từng tiếng chất vấn mặt hàng sương cũng không phủ nhận lại có chút mất tự nhiên chuyển qua mặt lại đem ánh mắt rơi vào đại ca trên mặt ở trong mắt ngươi ta mãi mãi cũng là năm đó cái kia đi theo ngươi cái mông phía sau chảy nước mũi nhai lấy đại ca ngươi tiểu tử ngươi luôn luôn đưa ngươi mình ý nghĩ áp đặt tại trên thân người khác nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới người khác ý nghĩ cùng ngươi không giống Mạc Hàng Sương lạnh lùng nói, ngươi là xích vũ quốc thánh thượng thân phong tịnh kiên vương, ngươi là thiên chi kiêu tử, cho nên, ngươi luôn luôn có thể rất lạnh nhạt mà nói, quyền lợi địa vị không trọng yếu, ngươi là thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được, kỳ thật ngươi căn bản cũng không muốn quyền lợi như vậy. Ngươi chỉ muốn an an ổn ổn qua mình tháng ngày, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, ngươi dạng này ưu thương tươi đẹp, là bởi vì ngươi nguyên bản liền có được đây hết thảy mặt hàng sương thanh âm đột nhiên liền lớn lên, bộ mặt cơ bắp nhảy lên, cố gắng bình phục một chút hô hấp, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi chưa hề hỏi qua ta muốn hay không, liền tự tiện đều thay ta quyết định tốt, nên cho ta cái gì, ta nên làm cái gì. Cái này, chính là ngươi tự cho là, ngươi đều là vì ta tốt. Mặt hàng sương thấy đại ca không rên một tiếng, không khỏi lần nữa lộ ra nụ cười dễu cực đến, làm sao? Không lời nói sao? ta hảo đại ca hảo đại ca ba chữ này mặt hàng xương cơ hồ là cắn răng nói ta xác thực không lời nào để nói nhị đệ ngươi thật sự đã không phải là cái kia theo sau lưng ta chảy nước mũi kêu ta đại ca tiểu tử nguyên lai từ đầu đến cuối ta cũng không từng nhận biết qua ngươi ta không lời nào để nói mặt hàng khâu hít một hơi thật sâu đi đến phu nhân của mình trước mặt trạm định đại thủ chậm rãi ôm thê tử phát trung bả vai trong lòng bàn tay nàng bên trong nhỏ ra kia bôi đỏ bừng nhói nhói hắn hai mắt. Lão phu nhân quay đầu nhìn mình trượng phu, tâm, không hiểu liền yên ổn xuống dưới, thế nhưng là nhìn về phía mặt hàng sương ánh mắt bên trong, như cũ tràn đầy thù hận, cứ việc việc này đã qua 10 năm, thế nhưng là loại kia mất con thống khổ, lại là làm sao cũng vô pháp ma diệt. Tốt một cái không lời nào để nói. Mặt hàng sương nghe nói như thế, trào phúng ý vị càng đậm, hắn lạnh lùng nhìn xem đại ca của mình đại tẩu ánh mắt cuối cùng lại rơi tại hai người bọn họ chăm chú đem nắm trên hai tay nhiều năm như vậy vẫn là như vậy chói mắt vậy ngươi ngươi muốn bây giờ đều đã đạt được ngươi còn muốn như thế nào mặt hàng khâu không có chờ hắn tiếp tục đem lời nói tiếp có chút mỏi mệt vuốt vuốt huyệt thái dương lôi kéo lão phu nhân tay quay người rời đi ngươi đi thôi coi như ta chưa từng có ngươi dạng này đệ đệ từ nay về sau, hai chúng ta nhà, lại không cái gì liên quan, người ta huynh đệ, ân đoạn nghĩa tuyệt. Mặt hàng xương nhìn xem đại ca bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, trong tay áo tay, nắm lại nắm, cuối cùng vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Mặt ngọc thành ý tứ sâu xa nhìn hắn một cái, quay người đi đến nhị thúc mặt lăng sau lưng, đẩy ghế ngồi của hắn, theo sát mà đi, lưu lại nhị phòng người một mặt khẩn trương nhìn xem chớ nhị lão thái gia, liền không dám thở mạnh hôm nay chứng kiến hết thảy có thể nói là triệt để phá vỡ trong lòng mọi người đối mặt gia hai vị lão thái gia cùng mặt gia lão phu nhân ở giữa nhận biết bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết mặt gia lớn tuổi nhất ba vị trưởng bối ở giữa vẫn còn có dạng này không muốn người biết tình cảm gút mắt một bên khác mặt ngọc thành nhìn xem tổ phụ tổ mẫu đi xa bóng lưng cũng không cùng đi qua ngược lại đẩy nhị thúc đi hắn viện tử gần đây được chứ tiếng thư phòng của mình Mạc Lăng nhìn trước mắt cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn Mạc Ngọc Thành, không hề có điềm báo trước hỏi một câu. Mạc Ngọc Thành động tác trong tay dừng lại, mặt nạ da người hạ mặt, hơi có chút co rúng, nhị thúc sao biết là ta. Nhị thúc ta mặc dù thân tàn, nhưng cũng không phải mù lòa, từ ngươi vào cửa một khắc kia trở đi, ta liền biết. Mạc Lăng cũng không quay đầu đi xem Mạc Ngọc Thành mặt, mà là mình tiếp nhận xe lăng quyền chủ động chậm rãi hướng phía bàn đọc sách phía sau giá sách bên cạnh đi đến mạc ngọc thành thấy thế liền dứt khoát kéo xuống mặt nạ trên mặt có chút bất đắc dĩ nói ai vốn cho rằng ta lần này hóa trang không có chút nào sơ hở nhưng vẫn là không có tránh thoát nhị thúc ngươi hỏa nhãn kim tinh a à. lần này phụ thân đột nhiên nổi lên là đã sớm thiết kế tốt lắm a à. mặt lăng cũng không có đi quản mạc ngọc thành tại dưới bàn sách mặt một nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái sau lưng bày đầy các loại thư tịch bàn đọc sách, liền từ ở giữa một phân thành hai, lộ ra bên trong một mặt tường, nhìn cũng không có bất kỳ cái gì không ổn. Thế nhưng là, làm mặt lăng quay người, tay phải tại mình xe lăn dưới lan can mặt một vị trí nào đó nhẹ nhàng đụng một cái, kia mặt tường vậy mà chậm rãi lộ ra một đường nhỏ, tại mặt ngọc thành trong ánh mắt càng lúc càng lớn, biến thành một đạo vừa vặn có thể chứa một người xuyên qua cửa đá. Đợi đến cửa đá triệt để mở ra, Mạc Lăng lần nữa chuyển động xe lăn, hướng cửa đá phương hướng đi đến. Cái gì đều không thể gạt được nhị thúc. Mạc Ngọc Thành thấy thế, mau tới trước hỗ trợ, từ phía sau đẩy nhị thúc đi vào trong. Hai người vừa vào cửa đá, liền cảm giác ánh mắt tối sầm lại, lập tức, sau lưng cửa đá, liền chậm rãi đóng lại, cùng lúc đó, hắc ám trong lối đi nhỏ, từ gần mà xa sáng lên mấy chung đèn. Chương 295: Náo nhiệt chút Tết. Mạc Ngọc Thành hiển nhiên cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi này, mặc cho nhị thúc khống chế phương hướng, hắn thì là chậm rãi đẩy nhị thúc, hiếu kỳ quan sát bốn phía. Mười năm trước, vận khí ta tốt, từ Diêm Vương gia nơi đó kiếm về một cái mạng, vì thay đại ca báo thù, một tay thành lập ngầm ẩn, thay ta vơ vét tình báo. Mạc Lăng một bên chỉ huy xe lăn hướng phía trước, một bên thản nhiên nói, bây giờ, cũng là thời điểm giao cho ngươi. Nhị thúc, ngầm ẩn là ngươi một tay khai sáng càng là ngươi tâm huyết cả đời vẫn là nhị thúc mình giữ đi mạc ngọc thành mặc dù không biết ngầm ẩn đến tột cùng là một cái dạng gì ngăn cản thế nhưng là nghe nhị thúc ngữ khí có thể để cho hắn như vậy tự tin nghĩ đến cũng định không đơn giản thứ ta muốn ta tự sẽ đi sáng lập ngươi cùng ngươi phụ thân thật là càng lúc càng giống liền nói chuyện ngữ khí đều như vậy giống mạc lăng nghe được chất tử lời này nhịn không được cười khẽ một tiếng, chờ ngươi nhìn đồ vật bên trong, lại nói lời này không muộn. Hai người nói chuyện, bảy lần quạt tám lần rẽ liền đi tới một chỗ trống trải trong thính đường, nơi đó chỉ bày biện một tấm bàn thờ, phía trên bắt mắt nhất vị trí, cúng bái một thanh trường kiếm, trường kiếm phía dưới, thì là một cái bài vị, Mạc Ngọc Thành cẩn thận nhìn phía trên chữ, gia huynh Mạc Thiên Chi Linh Vị. Không đợi Mạc Ngọc Thành nói cái gì, Mạc Lăng liền chuyển động xe lăn đến bàn thờ trước mặt, từ một bên cầm hương đến nhóm lửa cung kính dân hương lúc này mới đem vị trí tặng cho mạc ngọc thành mạc ngọc thành nhìn nhị thúc liếc mắt không chờ hắn mở miệng liền chậm rãi tiến lên dâng một nén nhang từ đầu đến cuối chưa phát một lời dân hương mạc ngọc thành lui về sau mấy bước chậm rãi quỳ trên mặt đất bồ đoàn bên trên hướng phía kia bài vị dập đầu lạy ba cái lúc này mới chậm rãi đứng dậy năm đó kỳ thật phụ thân ngươi là có cơ hội xông ra vòng vây sống sót. Mặt Lăng con mắt nhìn chầm chầm khối kia bài vị, hồi lâu mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, hắn là vì cứu ta, mới lưu lại. Mặt Ngọc thành thân thể chính là chấn động, đây là hắn lần đầu tiên nghe được chuyện năm đó, hắn nghe phá lệ nghiêm túc. Lúc này, Thanh Hà Thôn cổ gia cùng mặt Gia ngột ngạt hoàn toàn khác biệt, một phái náo nhiệt cùng vui mừng hớn hở, tới nhà chúc Tết người nối liền không dứt, thẳng đến sắc trời chạng vạn, mới đưa đi cuối cùng một đợt người. Kiếp trước lúc sau Tết, trừ cùng người trong nhà ăn một bữa cơm tất niên, thời gian còn lại, không phải tại du lịch, chính là tại trên mạng. Mười mấy năm cùng ở một cái tầng lầu người, cũng có thể không biết lẫn nhau, tối đa cũng chính là tại cửa thang máy gặp phải, lẫn nhau gật đầu, liền xem như chào hỏi, lại càng không có cái gì giao lưu cơ hội, theo niên kỹ càng lớn, cổ tú vân càng phát ra cảm thấy, năm này càng ngày càng không có năm vị nơi này ăn tết là nhiều năm vị cũng so kiếp trước náo nhiệt thế nhưng là cổ tú vân thế nào cảm giác tết nhất thế nào mệt mỏi như vậy đâu cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút cổ tú vân tại bên người mẫu thân trên ghế ngồi xuống mặc dù nàng trước kia liền bàn giao dương quản sự nếu là có tới cửa chúc tết từ hắn tiếp đãi liền tốt thế nhưng là tất cả mọi người là hương thân hương lý mình trong nhà luôn luôn không ra mặt cũng không phải vấn đề cho nên mỗi lần tới người quen la cà vẫn là muốn nàng tới tiếp đãi để ngươi ra ngoài chúc tết ngươi không vui lòng lúc này biết đi cổ tú lệ che miệng cười khẽ hôm nay nàng mang theo tam muội đi theo trong thôn cái khác cùng thế hệ hậu sinh đem người trong thôn từng nhà đều đi một lượt mặc dù mệt nhưng cũng rất là cao hứng ngươi còn nói sao hôm nay người tới trừ đến nhà ta bên trong tìm công việc càng nhiều vẫn là nghe ngóng ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta trong làng bánh trái thơm ngon, không biết bao nhiêu người nhớ đâu. Cổ Tú Vân gặp nàng lại còn treo chọc mình, nhìn không được biểu môi nói. Các nữ nhân tập hợp một chỗ, hơn phân nửa chính là nói một ít chuyện nhà sự tình, nam nhân hài tử không rời miệng, nói lên nhi nữ việc hôn nhân, tự nhiên là càng thêm náo nhiệt. Người đều nói Hà Thúy Hoa là cái có phúc khí, mấy đứa bé đều như vậy hiểu chuyện, trong nhà nhà bên ngoài chuẩn bị ngay ngắn rõ ràng, căn bản liền không cần Hà Thị nhọc lòng, mặc dù trước đó thủ chút tội, nhưng có lẽ là cổ đại xuyên sau khi chết phù hộ mẹ con bọn hắn, vậy mà thật đem thời gian vượt qua càng náo nhiệt, đừng nói trong thôn người. Chính là cái này mười dặm tám thôn người nói đến cổ gia, đều là một mặt ao ước. Rất nhiều người suy đoán, trước đó bởi vì có phụ thân tại, mấy đứa bé khó tránh khỏi yếu ớt chút, nhưng hôm nay, đại nữ nhi cổ tú lệ là quản gia một tay hảo thủ, hai khuê nữ cổ tú vân kiếm tiền càng là không lời nói, ba khuê nữ bây giờ còn đi theo một cái có thể diệu thủ hồi xuân lão lang trung học y, mặc kệ là cái kia. Cũng có thể làm cho người trong thôn xem trọng mấy phần. Ngày bình thường, làm phiền dạng này hoặc là lý do như vậy, không tiện đưa ra nhìn nhau, thế nhưng là cái này năm mới đại thể, các nhà mang theo con của mình ra tới thông cửa, lại là thời cơ tốt nhất, không ít người đều suy nghĩ nhà mình nhi tử có thể hay không đem cổ gia khuê nữ cưới đi về nhà nhưng là bây giờ cổ gia nhưng cùng ngày xưa khác biệt cổ gia tiền tài quyền thế càng là mọi người rõ như ban ngày cho dù là cùng trong làng vương cử nhân trong nhà so cũng không thua kém bao nhiêu đám người tuy có lòng này nhưng cũng chỉ là ôm lấy thử thái độ mọi người cũng sợ hà thị lại bởi vậy mà chướng mắt nhà mình quan trọng hơn chính là cổ đại xuyên mới qua đời chưa tròn một năm Bây giờ Cổ Tú Lệ đã 15, nếu là muốn cưới nàng, còn phải đợi đến 2 năm về sau, khi đó nàng nhưng chính là 17 tuổi, cái này tại mọi người xem ra, Niên Kỷ bên trên lại có chút không quá phù hợp. Còn nếu là nói Cổ Tú Vân cùng Cổ Tú Linh, 2 năm về sau Niên Kỷ ngược lại là vừa vặn, thế nhưng là bây giờ sách cũng thực sự là quá sớm, cũng không phải thời cơ tốt a. À. Cho nên, đến thăm dò hư thực người mặc dù nhiều, nhưng cũng không có mấy cái chân chính nói ra huống chi là tại cái này đầu năm mùng 1, nếu là bị cự, trên mặt liền càng thêm không dễ nhìn. Nhị muội đừng muốn lại nói bậy tám đạo. Cổ tú lệ oán trách trừng muội muội mình liếc mắt, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng. Cổ tú vân cũng biết đại tỷ gia mặt mỏng, ngược lại là không có nói tiếp cái gì, liền dời đi đề tài, nói lên sự tình khác. Mẹ, đến mai đi ngoại lão nhà chúc Tết, ngài mang theo đệ đệ muội muội cùng chúng ta cùng nhau đi a à ngày này nhi quá lạnh hà thị có chút tâm động nhưng lại có chút sợ hãi đem hai đứa bé đông lạnh không khỏi có chút do dự lên cách nàng lần trước về nhà ngoại đã có nửa năm nàng thật đúng là muốn trở về nhìn xem cái này có cái gì chúng ta cho đệ đệ muội muội xuyên giày đặc chút trùng lên chăn nhỏ ra cửa liền lên xe ngựa cũng không cần ở bên ngoài nói mát cổ tú vân xem xét mẫu thân cái này thần sắc liền biết nàng là tâm động liền đề nghị nương cũng có thời gian rất lâu không có đi Hà Gia Trang, chẳng lẽ nương không nghĩ tới đi xem một chút? Cái này. Hà Thị trầm ngâm một chút, cảm thấy khuê nữ nói không phải không có lý, liền gật đầu, xem như đáp ứng. Chương 296, lông áo khoác, lon. Nói xong đến mai cùng đi Hà Gia Trang chúc Tết, cổ Tú Vân lúc này liền phân phó quản gia sắp sáng ngày muốn dùng đồ vật đều cho chuẩn bị kỹ càng, bại lão nhà bên kia năm nay mặc dù cũng đưa thịt cá đi qua nhưng là chúc tết lễ lại là không thể thiếu. huống chi, trôi qua về sau hà gia những cái kia thất đại cô bác đại di cũng phải chuẩn bị vài thứ cũng không thể tay không đi. phân phó xong những cái này liền đến cơm tối thời gian người một nhà ngồi xuống về sau cổ tú linh liền nói lên hôm nay đi ra ngoài chúc tết sự tình tới. thật sự là kỳ quái hôm nay đi mặt gia chúc tết tiếp đãi chúng ta chỉ có mặt gia quản gia cũng không nhìn thấy thành đại ca nói là thành đại ca cũng ra ngoài thăm người thân đi trước đó cũng không có nghe thành đại ca nhắc qua tại thanh dương trấn còn có cái gì bằng hữu thân thích a à? ai quy định người ta có thứ gì bằng hữu thân thích đều muốn nói cho ngươi cổ tú lệ nhịn không được đưa tay đâm một chút tam muội cái tráng liền hứa ngươi suốt ngày bên trong la cà còn không cho người thăm người thân rồi về sau a à? ngươi ít hỏi thăm người mạc gia sự tình, quản tốt chính ngươi là được. Cổ tú lệ nói như vậy, cũng là sợ tam muội xông ra tai họa, mặc dù nàng đến bây giờ còn không biết mạc gia bối cảnh, nhưng là rất rõ ràng mạc gia cũng không phải là mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy, ngày bình thường mặc dù cùng nhà mình quan hệ không tệ, nhưng là suy bụng ta ra bụng người. Người ta khẳng định cũng không hy vọng người bên ngoài nghe ngóng nhà hắn sự tình. Ta cũng chính là hiếu kỳ nha. Cổ Tú Linh thè lưỡi, liền không nói gì nữa. Ngươi đại tỷ nói không sai, ngươi nha, không có chuyện không muốn hỏi thăm linh tinh. Hà Thị đối khuê nữ rất là đồng ý, kẹp một đũa cá, bỏ vào tam nữ nhi trong chén, tiểu hài tử gia gia, lòng hiếu kỳ không nên quá nặng. Vân vân vân, ta biết nha. Cổ Tú Linh lơ đỉnh nhếch miệng, nhưng cũng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu xác nhận. Đám người nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nhìn thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì nữa ăn xong bữa cơm riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi cổ tú vân lần nữa nghiên cứu lên lông bông vải phục tới trước đó trong nhà dết gà dết việc sau lông vũ cổ tú vân đều để người cho thật tốt thanh tẩy sau phơi khô thu vào vì cái gì chính là mùa đông thời điểm có thể làm mấy món áo bông về sau bởi vì đủ loại sự tình cho chậm trễ thẳng đến lần trước đi khố phòng thu thập da lông thời điểm nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong kia một đống lông. Lúc này mới nghĩ tới. Lông phi thường khó được, cổ tú vân trong nhà nửa năm qua này giết chết gà vịt, không dưới trăm chỉ, thế nhưng là tất cả lông tơ chung vào một chỗ, cũng chỉ góp 3 bốn cân lông. Cổ tú vân nghĩ đến, thừa dịp mùa đông còn không có qua xong, tranh thủ thời gian cho người trong nhà các chế tạo gấp gáp ra mấy món áo bông ra tới dệt tinh mịn lại thuận hoạt mềm mại vải tơ, bao bọc lông, cẩn thận khâu thành tiểu nhi lớn chừng bàn tay khối lập phương, một tia lông đều chui không ra, mang theo lại nhẹ vừa mềm, còn phi thường giữ ấm, so với lại dày lại nặng áo bông, cổ Tú Vân chỉ cần ngẫm lại, đã cảm thấy đẹp không được. Hiện tại cổ Tú Vân, đối với mình nữ công vẫn còn có chút tự tin, cũng không phải nàng không nghĩ để nương cùng đại tỷ hỗ trợ, chỉ là, thời gian dài như vậy đến nay, mình thường xuyên bên ngoài chạy ngược chạy xuôi cũng rất ít có thời gian cho người trong nhà chuẩn bị cái gì tri kỷ lễ vật lần này nàng là muốn tự tay cho người trong nhà đều làm đến một kiện bởi vì suy xét đến lông có thể sẽ không đủ dùng cho nên cổ tú vân cố ý làm bên ngoài xuyên áo khoác lon dạng này trong nhà có thể nhân thủ một kiện đợi đến sang năm không hiện tại nên nói là năm nay đợi đến năm nay lại tồn chút lông còn có thể cho ngoại lão cùng bên ngoài sữa đều làm đến một kiện một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trương lão bá liền mặt lên xe ngựa dương quản sự nhi mang theo người phải đi hà gia trang muốn dùng đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng đặt ở phía sau đi theo xe bò bên trong hà thị cùng mấy đứa bé thật sớm liền rửa mặt xong ăn xong điểm tâm mang theo hai đứa bé ra cửa bởi vì sợ hai đứa bé trên đường nước tiểu ẩm ướt quần Cổ Tú Vân trước kia liền đưa tả giấy cho hai cái bé con thay đổi. So với Cổ Tú Vân lần trước làm băng vệ sinh, cái này tả giấy xuất hiện, ngược lại là không có để người trong nhà quá mức kinh ngạc, bây giờ trong nhà người trong mắt, sự tình gì, chỉ có Cổ Tú Vân nghĩ không ra, không có nàng làm không được. Huống chi, đêm qua Cổ Tú Vân kheo đèn bận rộn đến quá nửa đêm, các nàng cũng đều là biết đến. Nơi này tập tục, ngày mồng hai tết đều là muốn đi nhạc phụ trong nhà chúc tết cổ tú vân bọn họ chạy tới thời điểm vừa vặn gặp phải cửu cửu bọn hắn đi ra ngoài hà thiên hà niên hai huynh để cái thấy hà thị mẹ con mấy cái đều tới liền lại cùng với các nàng mẹ con nói chuyện một hồi để hà hiểu phong huynh để mấy cái giúp đỡ đem trên xe bò đồ vật đều cho gỡ xuống dưới chuyển về trong viện lúc này mới mang theo bọn nhỏ ra ngoài chúc tết lúc này vì núi nhỏ cái này còn không có thành thân biểu ca tự nhiên là bị lưu lại giúp đỡ chiêu đãi nhìn xem nhìn xem nhà chúng ta ngoại tôn nữ ngoại tôn tử đều tới rồi hà lão hán cùng hà trương thị nhìn thấy khuê nữ mang theo bọn nhỏ đều tới khắp khuôn mặt là ý cười hà trương thị cùng hoàng thị liên tục không ngừng đều tiếp một đứa bé ôm vào trong ngực một bên dẫn đám người hướng thượng phòng đi một bên vui tươi hớn hở cười nói nhanh lão nhị nàng dâu cầm hạt dưa điểm tâm ra tới châm trà Vương thị giòn tan ứng, liền đi phòng bếp bận rộn. Nhị cửu nương, ta tới giúp ngươi. Cổ tú lệ tỉ muội mấy cái tự nhiên không thể nhìn cậu nương một người tại phòng bếp bận rộn, lúc này liền cùng theo hướng trong phòng bếp đi đến. Mỗi từng tới năm thời điểm, đều là bọn nhỏ vui mừng nhất thời điểm, không chỉ có lại bộ đồ mới xuyên, mà lại mặc kệ bên trên nhà ai, đều thiếu không được có chút hạt dưa điểm tâm ăn, đây đối với những cái kia ngày bình thường khó được ăn vào những cái này bọn nhỏ đến nói, thế nhưng là 10 phần khó được. Mặc dù cổ Tú Vân trong nhà hiện tại cũng không thiếu những cái này, có điều, mặc kệ các nàng hôm nay tới hay không, đây đều là cần chuẩn bị, cũng là không hoàn toàn là vì các nàng. Các ngươi đều ra ngoài đi, ta chỗ này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần bận rộn, các ngươi đều chày tại trong phòng bếp đầu làm cái gì, cẩn thận làm bẩn các ngươi trên người quần áo mới vương thị thấy mấy đứa bé đều cùng đi qua không khỏi mở miệng đuổi người cổ tú vân lần này tới thời điểm bởi vì còn mang hai cái tiểu nhân cho nên liền điểm hai cái gã sai vặt cũng bốn tên nha hoàng cùng đi tới lúc này bọn sai vặt bị hà hiểu sơn thu xếp đi sương phòng nghỉ ngơi bọn nha hoàng lại đều lưu lại lúc này đều đứng tại cửa phòng bếp các chủ tử nói chuyện các nàng cũng không tốt chen vào quả nhiên như vương thị nói những vật này đã sớm chuẩn bị bên trên chỉ cần bưng lên cái bàn là được, mấy người liền quay đầu đến nhà chính phương hướng đi đến, lúc này Hà Hiểu Sơn đã chuẩn bị kỹ càng chậu thang, đặt ở nhà chính chính giữa tấm kia hào phóng dưới bàn mặt. Cái này lớn trời lạnh, cũng đừng đứng ở bên ngoài hóng gió, tiếng nhanh phòng để nướng sưởi ấm, ấm áp ấm áp. Hà Lão Hán nhìn ngoại tôn nữ mấy cái tới, bận biệu hô. Mấy người tự nhiên không có cự tuyệt, tại bàn vuông bên cạnh ngồi xuống. Chương 297, sơn tử hôn kỳ các ngươi nha tới thì tới còn mang nhiều như vậy đồ vật bạc hoa không già trẻ a à. hà lão hán nhìn xem từ xe bò bên trong tháo xuống kia một đống đồ vật nhìn không được có chút trách cứ nói đúng vậy a à, trong nhà các ngươi bây giờ vừa mới cất bước chính là cần dùng tiền thời điểm cũng không hưng như thế vung tay quá tráng nhị cửu nương nghe được công công nói lên chuyện này cũng có chút không quá tán đồng nhìn xem mấy cái cháu gái ngoại lão nhị cửu nương các ngươi đừng nhìn vật kia nhiều đều là một chút nhà mình sinh ra đồ vật không đáng mấy đồng tiền cổ tú lệ trong tay nắm một cái hạt dưa đập vừa cười vừa nói huống chi đây là hàng nhi cùng văn nhi lần đầu tiên tới ngoại lão trong nhà làm khách đâu cũng không phải coi trọng một chút các ngươi cũng còn không có ăn điểm tâm a à. ta đi cấp các ngươi làm một chút đi vương thị nghe nàng nói như vậy liền cũng không nói thêm gì quay đầu cho mấy đứa bé hồng bao, đều cho lớn chút, cũng giống như vậy. Nhị cửu nương, ngươi nhanh không vội sống, tọa hạ nghỉ một lát đi, chúng ta trước kia ăn xong bữa cơm mới tới, chính là biết trong nhà đến như vậy một số người, sợ các ngươi bận không qua nổi. Cổ tú vân vội vàng kéo lại muốn đi ra vương thị. Vương thị thấy thế, cũng chỉ có thể coi như thôi, tại bên bàn ngồi, người một nhà bắt đầu lãm nhảm lập nghiệp thường tới. Hàng Nhi cùng Văn Nhi thật sự là một ngày một cái biến hóa, hôm nay xem xét, thế nhưng là lại lớn lên không ít đâu, mới vừa rồi còn hướng ta cười. Không đầy một lát công phu, Hà Trương Thị mang theo con trai cả nàng dâu Hoàng Thị cùng nữ Nhi Hà Thị đều từ đông phòng bên trong ra tới, cười nói tiếng nhà chính. Cổ Tú Lệ làm trưởng nữ, mang theo hai cái muội muội chính thức cho mấy vị trưởng bối dập đầu, nói một phen các tường lời nói, lúc này mới cùng mọi người vây quanh ở trên một cái bàn, Vô cùng náo nhiệt một bên gặm hạt dưa một bên tán gẫu. Đó cũng không phải là một ngày một cái biến hóa a, à, thời gian một cái nháy mắt, mấy đứa bé đều như thế lớn, người sơn tử ca qua cái này chính nguyệt, liền phải thành thân, tiếp xuống liền nên đến phiên lệ nha đầu. Hoàng thị nói chuyện, đem ánh mắt rơi vào cổ tú lệ tỉ muội ba cái trên thân, ngắn mũi hơn nửa năm thời gian, mấy đứa bé dường như bỏ đi lúc trước non nớt, trở nên hiểu chuyện, người cũng tinh thần không ít dù không thể nói cả đám đều khuynh quốc khuynh thành, thế nhưng là các nàng lúc này. Một chút đều nhìn không ra là hộ nông dân nhà ra tới cô nương. Trải qua nửa năm này tôi luyện, mấy đứa bé trong lúc vất tay, tự có một loại cùng hộ nông dân nhà hoàn toàn khác biệt khí chất, lại thêm trên mặt cũng không có ban sơ bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, mà tạo thành vàng như nến chi sắc, làn da trở nên trắng nõn mà tinh tế, một đầu mái tóc, càng là mềm mại tơ lụa lại thêm các nàng nguyên bản liền thanh lệ khuôn mặt liền xem như những cái kia đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư cũng không ngoài hồ như thế sơn tử ca muốn thành thân rồi nghe được đại cửu nương lời này cổ tú lệ lập tức ánh mắt sáng lên mở miệng hỏi đối phương là nhà nào cô nương người kiểu gì cô nương kia họ vương cùng ta nhà mẹ đẻ bên kia trong nhà chỉ có một cái lão phụ thân cùng một cái tuổi nhỏ đệ đệ điều kiện mặc dù không phải quá tốt cũng không quá ưa thích nói chuyện nhưng là tay chân chịu khó cũng hiếu thuận hiểu chuyện vương thị nói lên cái này sẽ phải trở thành mình con trai cả nàng dâu cô nương một mặt ý cười hiển nhiên rất là vừa ý khi vương gia cô nương cùng nhị cửu nương là thân thích cổ tú vân thăm dò tính mở miệng hỏi ở kiếp trước là cấm họ hàng gần kết hôn họ hàng gần kết hôn hậu đại bị bệnh tỷ lệ phi thường cao những cái này đều là có y học căn cứ cũng không thể coi là thân thích chính là cùng một cái dòng họ vương thị nghĩ nghĩ nói như vậy ta cũng không biết có hay không cái gì quan hệ thân thích có điều đều là một cái trong làng bình thường quan hệ cũng tương đối tốt cùng nhà mình thân thích cũng không kém là bao nhiêu cổ tú vân nghe nói như thế lại là nhẹ nhàng thở ra tính như vậy lên chí ít không phải đời thứ ba trong vòng người thân sơn tử ca thành thân là cái kia một ngày Cổ tú lệ hỏi lần nữa, nàng đối có thể đem chủ đề từ trên người chính mình dẫn ra, có thể nói là dốc hết toàn lực. Ngày 2 tháng 2 Vương Thị cười nói, vừa vặn còn một tháng nữa, chúng ta cũng tốt có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Đến lúc đó chị dâu nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ việc để người đến nói với ta. Hà Thị biết mình chất tử muốn thành thân, cũng là mười phần cao hứng, lúc này liền cười nói. Khi là tự nhiên, ngươi bây giờ thế nhưng là đại tài chủ, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Vương thị nghe vậy nhịn không được cười giỡn nói. Nhị tẩu, liền ngươi cũng trò cười ta. Hà thị nghe được chị dâu lời này, nhìn không được giận trách. Ha 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 ha. Người cả phòng, lập tức liền nở nụ cười. Sơn tử ca, mang ta đi nhìn xem nhà các ngươi mới đóng nhà máy A. Cổ Tú Vân thấy ở đây ngồi nghe các trưởng bối nói chuyện cũng là nhàm chán, liền xông dì núi nhỏ nói ta cũng đi ta cũng đi cổ tú lệ cùng cổ tú linh nghe xong lập tức cũng đứng dậy một mặt hiếu kỳ nói thành ta mang các ngươi đi nhìn một cái nói lên xưởng mới phòng hà hiểu sơn cũng là một mặt hưng phấn lúc trước cái này nhà máy thế nhưng là hắn cùng phụ thân một tay che lại đi thôi bên ngoài thiên nhi lạnh đừng đùa quá lâu Hà Trương Thị rất thích hạt giống này tôn cả sảnh đường, con cháu cuốn đầu gối cảm giác, thấy mấy đứa bé có hứng thú, căng dặn một câu. Hà Hiểu Sơn mang theo mấy cái biểu muội đồng loạt hướng xưởng mới phòng bên kia đi đến. Hà Gia xưởng mới phòng, thu xếp tại cách Hà Gia viện tử có hơn 200 mét một chỗ trên đất trống, mới đầu chỉ là đóng hai gian phòng, một gian dùng để thả làm tốt đồ vật, một gian dùng để làm nghề một phòng, cũng là đủ rồi, có điều, cứ như vậy, vật liệu gỗ liền phải đặt ở phòng bên ngoài, hạ cái mưa cái gì, liền sẽ đem vật liệu gỗ cho xối. Tự nhiên mà vậy, cũng liền ảnh hưởng công việc tiến độ. Cho nên, Hà Gia dứt khoát tại phòng bên ngoài chi cái lều, chuyên môn cất đặt vật liệu gỗ. Lúc này, nhà máy cửa đóng, Hà Hiểu Sơn có mấy biểu muội mở cửa phòng ra, cổ Tú Vân thăm dò hướng bên trong xem xét, trong phòng rất là sạch sẽ, hiển nhiên là năm trước cẩn thận chỉnh lý qua các loại công cụ chỉnh tề để ở một bên, làm nghề một dùng tam giác ngựa gỗ cũng đặt ở nơi hẻo lánh bên trong, trên mặt đất còn đặt vào một chút bán thành phẩm nhỏ cái nôi. Những này là ta làm, kiểu gì? Hà Hiểu Sơn thấy biểu muội đem ánh mắt rơi vào trong phòng cái nôi bên trên, nhìn không được đắc ý nói. Ừm, không sai. Cổ Tú Vân không chút nào keo kiệt ca ngợi một câu. Cổ Tú Lệ cùng Cổ Tú Linh lúc này cũng vào phòng, bốn phía dò xét một phen, chợt cảm thấy không thú vị, liền lại đi xem một gian phòng khác đi. Cổ Tú Vân cũng cảm thấy không có gì có thế nhìn, cũng liền cùng theo ra ngoài, một gian phòng khác, bởi vì là thả thành phẩm, hiển nhiên sau bên này phòng làm việc càng làm cho mấy đứa bé thích, biểu huynh muội mấy cái, liền tại trong gian phòng này lưu lại một trận về sau, mới lui ra tới. Lúc này, trong phòng đã có năm sáu cái cái nôi, hai mươi mấy tấm trẻ nhỏ bàn ăn, cùng là đến hai xe đẩy nhỏ mặc kệ là cái nôi vẫn là bàn ăn, đều điêu khắc khác biệt kiểu dáng hoa văn, nhiều đồ như vậy phía trên, liền không có một cái nhiều kiểu giống nhau, cổ tú vân cũng không khỏi không bội phục nhị cửu cậu khéo tay. Chương 298, mẹ chồng nàng dâu ở giữa. Mỗi một chỗ trẻ nhỏ có thể tiếp xúc đến địa phương, đều bị rèn luyện 10 phần bóng loáng, có trong chiếc nôi ở giữa vị trí, còn trùng lên một tầng nhan sắc tiên diễm vải bông, nhìn xem rất là dễ chịu. Đồng dạng, có một bộ phận trên bàn cơm, cùng xe đẩy bên trên, hài tử muốn chỗ ngồi, cũng đều khỏa vải, chẳng qua lần này dùng lại là màu xanh vải vóc, dù sao, người đều có ba gấp, huống chi cái bàn này thế nhưng là chuyên môn cho tiểu bằng hữu ngồi, làm bẩn không thấy được, cũng tốt tẩy không phải. Xem ra các ngươi thứ này đều chuẩn bị không sai biệt lắm a, à, nhưng chuẩn bị kỹ càng lúc nào gầy dựng. Cổ Tú Vân biết, nhị cửu cậu bên kia sớm liền bàn tốt cửa hàng, Tại năm trước cũng đều trùng tu xong, chỉ còn chờ gầy dựng, bây giờ bên này đã cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng chính là tùy thời sự tình. Cha ta nói, qua chính nguyệt 15, bên kia liền gầy dựng. Hà Hiểu Sơn cười ha ha, nói như vậy. Người đều tìm xong rồi. Cổ Tú Vân cũng thực vì mình cái này tam biểu ca cao hứng. Từng đều tìm tốt, cửa hàng bên kia mời hai cái tiểu nhị, nhà máy bên này cũng mời một cái thợ một sư phó một cái học đồ lại thêm ta cùng cha đầy đủ vừa nhắc tới chính sự hà hiểu sơn lúc này cũng chính thần sắc như thế thuận tiện ta còn sợ các ngươi không nở xuất tiền mời người cái gì đều tự mình làm đến lúc đó lại phải làm công còn phải nhìn cửa hàng kia chỗ nào có thế giải quyết được a à? cổ tú vân nghe vậy rất là tán thưởng nhẹ gật đầu cửa hàng cùng nhà máy bên trong đều mời người hỗ trợ đây là tốt nhất kia chỗ nào có thế a à? Hà Hiểu Sơn có chút xấu hổ gãi đầu một cái, trước đó hắn vẫn thật là là nghĩ như vậy, dù sao, bàn cửa hàng gần như liền dùng hết trong nhà tất cả tích xúc, mời tiểu nhị cùng thợ một, lại là một bút lớn chi tiêu, đừng nói là mẫu thân vương thị, chính là hắn, cũng cảm thấy có chút không bỏ được cái này bạc, huống chi. Cửa hàng bên kia bây giờ cũng còn không có gầy dựng đâu. Nơi này là 200 lượng bạc, ngươi cầm trước, quay đầu cửa hàng mở, cũng là cần tiền bạc quay vòng cổ tú vân đối hà gia tình huống vẫn tương đối hiểu rõ bàn cửa hàng trang bị thêm tu lại thêm nhân công bây giờ còn có hà hiểu sơn thành thân xính lễ lo liệu tiệc cưới cần thiết tiêu xài mặc kệ bên nào đều không phải một số lượng nhỏ ngoại lão trong tay bọn họ ngược lại là có chút tiền bạc nhưng cũng không thể bởi vì chuyện này đem hà gia tất cả mọi người vốn liếng đều cho móc sạch a như vậy sao được chứ không cần không cần tiền bạc mẹ ta cho đủ chúng ta hà hiểu sơn liên tục khoác tay cự tuyệt nhà ngươi những cái kia vốn liếng bây giờ cũng móc không sai biệt lắm đi ngươi hiện nay lập tức liền phải thành thân đến lúc đó cũng là muốn tiền bạc cái này tiền bạc là ngươi ta thả ngươi nơi này về sau ta nhưng còn có không ít đồ vật cần các ngươi giúp làm coi như lúc sớm giao tiền công được chứ cổ tú vân không nói lời gì đem hai tấm ngân phiếu cho nhét vào hắn trong tay cái này hà hiểu sơn nhìn xem trong tay bạc trầm ngâm hồi lâu mới nói kia thành đi cái này tiền bạc liền xem như ta mượn ngươi chờ ta bên này kiếm tiền bạc liền còn cho ngươi cái này đúng đều nói cậu thân cốt nhục thân đánh gãy xương cốt liên tiếp gân chúng ta thế nhưng là người một nhà về sau có chuyện gì đừng che giấu chúng ta cùng một chỗ thương lượng dù không thể nói mỗi lần đều có thể giúp được một tay nhưng cũng không đến mức tứ cố vô thân Cổ Tú Vân không nói gì thêm, nàng hôm nay đem Hà Hiểu Sơn gọi vào một bên mục đích, chính là vì cái này, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu là ngoại lão cửu cửu bọn hắn tại bên cạnh, là khẳng định không thể nhận nàng tiền bạc. Kiếp trước, Cổ Tú Vân vì mẫu thân bệnh, mượn lượt tất cả thân thích, về sau bên người bằng hữu thân thích thấy được nàng liền tránh, khắp nơi bị sập cửa vào mặt, loại kia cần dùng gấp tiền lại xấu hổ ví tiền rỗng tuyết cảm giác, Cổ Tú Vân đặc biệt có thể cảm thấy như bản thân giống vậy mặc dù nàng không biết nhị cửu cậu nhà bây giờ là cái gì cái tình huống nhưng cũng biết liền xem như tồn tiền bạc cũng sẽ không quá nhiều lúc trước bàn cửa hàng tiền ngoại lão cùng đại cửu cũng đều góp một bộ phận tiền bạc nói lên cái này cổ tú vân liền không khỏi không cảm khái một câu bên ngoài sửa so cổ lý thị lão thái bà kia thế nhưng là biết làm người nhiều tại cổ gia chỉ cần nhi tử trong tay đầu kiếm tiền bạc kia cũng là muốn ngay lập tức giao cho nàng đến quảng tâm tình tốt thời điểm có thể sẽ cho ngươi lưu như vậy một hai cái tiền đồng bình thường kia là nửa cái hạt bụi cũng đều sẽ không cho ngươi lưu lại cho nên cổ gia cả một nhà người đều bị nàng bắt cắt gao mấu chốt nhất chính là dường như cổ gia lão tiểu đều đã quen thuộc an bài như vậy ai cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng liền xem như mấy vóc nàng dâu không có cam lòng lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà hà gia nhị lão cũng rất là khai sáng mặc kệ là làm thợ xây đại nhi tử, vẫn là làm thợ một tiểu nhi tử, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn giao cho nhị lão số lượng nhất định dưỡng lão tiền, không, xác thực nói, là một tháng giao một tiền bạc tử ra tới, cho toàn gia lão tiểu làm ngày thường chi phí sinh hoạt liền thành, nếu là nhi tử hiếu thuận chút. Mỗi tháng cho thêm nhị lão một chút, cái kia cũng tùy các ngươi tâm ý. Hà gia hai đứa con trai đều có thể kiếm tiền, một người một tiền bạc tử giao cho thượng phòng mua bình thường dùng đồ vật, cũng hoàn toàn đủ tiêu xài, còn lại cũng liền có thể tự mình vóc tích trữ đến. Mặc kệ là Hà Lão Hán vẫn là Hà Trương Thị, đều là chịu khó người, bây giờ lại còn có thể động, tự nhiên không cần đến bọn hắn đến nuôi sống. Thế nhưng là hai huynh đệ cái đều không phải loại kia không có lương tâm, trải qua sau khi thương nghị, mỗi tháng đều sẽ cho nhị lão một lượng bạc dưỡng lão tiền, cái này tại cái khắc hộ nông dân nhà đến nói, đích thật là một bút số lượng lớn, thế nhưng là đối với có tay nghề trong người bọn hắn đến nói, một tháng mấy lượng bạc vẫn có thể kiếm ra tới, cho nên, cái này một lượng bạc đối bọn hắn đến nói, cũng không quá khó. Gia đình trên núi đều tiết kiệm quen, hà gia thời gian mặc dù so cái khác người ta tốt qua không ít, nhưng cũng không có người sẽ vung tay quá tráng dùng tiền, trước đó bởi vì biết hà thị thời gian không dễ chịu, người nhà họ hà không ít vụn trộn tiếp tế. Thế nhưng là, cứu cấp không cứu nghèo, đối với hà gia đến nói cổ gia quả thực chính là một cái động không đáy lại nhiều tiền bạc đi qua cũng là bánh bao thịt đánh chó thế nhưng là bọn hắn lại có thể như thế nào đây chẳng qua là hy vọng mình nữ nhi cùng cháu gái thời gian có thể hơi rộng rãi chút tại cổ tú vân trí nhớ của đời trước bên trong đối cái này vẫn còn có chút ấn tượng mỗi lần chỉ cần bên ngoài sửa bọn họ chạy tới trên mặt bàn đồ ăn luôn có thể nhiều hơn hai cái đợi đến ngoại lão bọn hắn vừa đi sửa liền sẽ lấy các loại đủ loại lấy cớ, nói bóng nói gió hỏi nương, ngoại lão có hay không cầm tiền bạc cho nàng. Dù là lúc ấy nương chịu đựng, không có nói ra, nhưng là muốn không được ba ngày, cổ lý thị luôn có thể tìm tới lý do, để nàng ngoan ngoãn đem tiền bạc cho giao ra. Ai, đồng dạng là mẹ chồng nàng dâu, trên lệch thế nào liền có thể lớn như vậy chứ? Nghĩ tới đây, cổ tú vân nhịn không được thở dài, nói cho cùng, vẫn là cha mẹ tính tình quá mức nhu nhược vô năng chút, cũng may, như thế thời gian bây giờ đã kết thúc. Chương 299, lại mua đất. Buổi trưa, Hà gia ăn nồi lẩu lớn, đây là cổ Tú Linh đề nghị, nồi lẩu làm thuận tiện, hương vị còn tốt, là thích hợp nhất mùa đông, toàn gia người ngồi vây chung một chỗ, thật đúng là thật náo nhiệt. Cổ Tú Vân toàn gia tại Hà gia nếm qua bữa cơm trưa, lại ngồi trong chốc lát, thấy cửu cửu bọn hắn cũng còn chưa trở về, liền cũng liền đứng dậy rời đi, hiện tại thế nhưng là mùa đông, trời tối nhanh, trên mặt đất còn có chưa hoàn toàn tan ra tuyết động, quá muộn trở về, không an toàn. Đến thời điểm, cổ tú vân nhà trên xe bò mặt, là một đống lớn đồ vật, thời điểm ra đi, sau lưng trên xe bò, vẫn là một đống đồ vật, đều là ngoại lão nhà cho các nàng nhà chuẩn bị, trong nhà năm đứa bé trong tay, còn trong tay mỗi người có một cái hồng bao hà thị đã tập mãi thành thói quen nhưng cũng không nói gì thêm trước kia về nhà ngoại chúc tết thời điểm cũng là cái dạng này cho nên hôm nay đến thời điểm nàng cũng là cho hai cái lão nhân cùng hà gia đông đảo hài tử đều chuẩn bị phong phú hồng bao dĩ vãng trong tay đầu thực sự không có tiền nàng cũng là không có cách nào khác năm nay có tiền tự nhiên là không thể thiếu bọn nhỏ cái này một phần trở lại thanh hà thôn cổ gia dương quản sự nhi hồi bẩm nói Quý nhân phường cùng các tường bố trang đều phái người đưa lễ tới, thời điểm ra đi, hắn cho mấy cái gã sai vặt đều đuổi một lượng bạc hồng bao. Cổ Tú Vân chỉ là gật gật đầu, biểu thị tự mình biết, liền không nói gì nữa. Lần đầu tiên chúc Tết, đầu năm đưa năm, náo nhiệt có nhàn nhã thời gian, luôn luôn qua nhanh chóng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, năm mới liền xem như đi qua. Mùng 6 là cổ gia trường công cùng Tú Nương nhóm tới bắt đầu làm việc thời gian, cho nên, Đầu năm thời điểm, về nhà qua trọn vẹn năm trường công nhóm, cũng đều lục tục ngo ngoe tới, người tới cũng nên tới gặp qua chủ gia. Cổ Tú Vân bên này cũng không có mập mờ, cho mỗi người đều chuẩn bị một cái tiểu hồng phong ý tứ ý tứ, xem như lấy cái may mắn, đám người lần nữa được hồng bao, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trở về phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai liền thu hồi tâm tư, chính thức khởi công. Cổ Tú Vân trong nhà trường công Nhiệm vụ chủ yếu chính là loại trong nhà kia 200 mẫu ruộng tốt, cái gọi là một năm kế sách ở chỗ xuân, thanh tỉnh phủ ngày xuân, đến dù sao cũng so địa phương khác muốn ban đêm một chút, nơi này cũng không phải vật chất cực kỳ phong phú xã hội hiện đại, thời điểm mấu chốt, vàng bạc đều không được việc. Vẫn là muốn trong nhà có lương thực mới thành. Cho nên, tại cổ Tú Vân xem ra, trong nhà kia 200 mẫu ruộng đồng, đó cũng là quan trọng nhất, nếu là có thể, nàng còn muốn lại mua một nhóm trở về. Nguyên bản thanh tỉnh phủ vào đông liền tương đối dài, nơi khác chính nguyệt bên trong đến chính là Tân Xuân, cũng chính là gieo hạt mùa, nhưng là nơi này lại phải chờ tới tháng 2 không, mạnh mẽ so địa phương khác, muộn hơn một tháng, thậm chí càng lâu, đây cũng là năm ngoái cày bừa vụ xuân vì sao đợi đến sắp thanh minh thời điểm. Từng nhà mới vội vàng cày bừa vụ xuân nguyên nhân một trong. Thế là, thanh tỉnh phủ hàng năm đều chỉ loại một mùa hoa màu, mà đi năm càng là bởi vì khô hạn để trong làng đại đa số người trong nhà thu hoạch thu được nghiêm trọng tổn thất không có thu hoạch vậy liền biểu thị năm không dễ chịu năm đều không dễ chịu kia lại xanh vàng giao tiếp thời điểm thời gian liền càng thêm không dễ chịu cho nên lúc này bị buộc bán ruộng đồng người ta thật đúng là không ít cổ tú vân trong nhà nói chuyện muốn bán ruộng liền có không ít coi như quen biết người ta chủ động tìm tới cửa cổ tú vân lại cũng không muốn mua kia hai mẫu ruộng ba mẫu tán ruộng đông một khối tây một khối một là không tốt quản lý thứ hai cũng là ngại phiền phức cho nên cổ tú vân bên này vẫn là để dương quản sự tìm lục người môi giới tới hỏi một chút trong tay hắn có hay không thích hợp lục người môi giới không hổ là ăn chén cơm này nghe xong cổ tú vân yêu cầu này liền nói nhất định giúp bận bịu lưu ý chỉ là ba ngày công phu thật đúng là để hắn cho tìm kiếm đến tốt Mảnh đất này cách Cổ Tú Vân nhà có cái một dặm đường khoảng cách, cũng không phải một nhà địa, mà là ba nhà cùng nhau, cộng lại có hơn 80 mẫu. Ba khối ở giữa cũng còn có một khối không lớn không nhỏ địa, là mặt khác hai nhà, có điều, lục người môi giới cùng người ta hoặc đổi hoặc mua giày vào một phen. Cuối cùng là đem ba khối đều tiến đến cùng một chỗ, kiếm đủ 102 mẫu. Cổ Tú Vân mang theo trường công quản sự Ngô đại tráng đi qua nhìn cái này 100 mẫu đều là thượng hạng ruộng tốt, 6 lượng bạc một mẫu, tổng cộng là 612 hai, lục người môi giới cho bôi cái số lẻ, cũng chính là 610 lượng bạc mua xuống, lại thêm thuế đất cùng cho người môi giới vất vả phí. 120 lượng đến tay. Cái này hơn 100 mẫu địa, cổ Tú Vân cũng không định chính mình trồng, mà là cho thuê trong thôn tá điền nhóm trồng trọt. Về phần mỗi mẫu đất tiền thuê, cổ tú vân cùng ngoại lão bọn hắn trải qua sau khi thương nghị cuối cùng xác định dựa theo mùa màng nhiều ít chia đôi nghe cái này năm thành tiền thuê dường như rất cao thế nhưng là đối với nơi này tá điền đến nói cái này đã là phi thường phúc hậu rất nhiều tá điền thuê nhà khác địa tại trừ bỏ thuế má ba thành bên ngoài còn lại còn muốn giao cho đông gia sáu thành thậm chí bảy thành tiền thuê đất còn lại khả năng là mình một năm thu hoạch nhiều ít cùng ruộng mướn bao nhiêu trực tiếp quyết định tá điền một năm này thời gian tốt xấu, mùa màng không tốt thời điểm, bận biệu một năm xuống tới, liền người một nhà chi phí sinh hoạt đều chưa chắc có thể cam đoan, thời gian này tự nhiên là sẽ không quá tốt qua. Cho dù là có người ta, nếu là gặp phải mùa màng không tốt, cũng là rất có thể đói bụng, cổ tú vân xuyên qua tới thời điểm đối điểm này liền thấm sâu trong người, mặc dù cổ gia người đều coi như chịu khó, khi đó không đến mức đói bụng, nhưng cũng quả thực không dư giả lắm thời gian qua khó khăn, khổ nhất ép. Cũng không chính là các nàng những cái này, không khai đương gia người chào đón người. Ai, cổ tú vân thở dài, đem trong đầu những cái kia không thoải mái quá khứ cho quên sạch sành sanh đi, chí ít, bây giờ trong nhà người thời gian càng ngày càng tốt, không phải sao, người vẫn là muốn nhìn về phía trước, lúc này, làm gì suy nghĩ tiếp những cái kia không vui sự tình. Nghe nói cổ tú vân trong nhà vừa mua 100 mẫu ruộng đồng muốn ra bên ngoài thuê, trong thôn không ít người đều ngo ngoe muốn động, có điều, có thế rút ra dư thừa nhân thủ người tới nhà, trên cơ bản đều tại cổ gia làm trường công, chân chính có năng lực thuê, cũng không có bao nhiêu, đến tìm cổ gia cho thấy muốn điền ruộng đồng. Chỉ có tầm 10 nhà. Cổ Tú Vân đối với người trong thôn hiểu rõ cũng không tính nhiều, cho nên, tại cái này 100 mẫu ruộng đồng điền cho ai sự tình bên trên, vẫn là đến hỏi thôn trưởng, thôn trưởng từ tới thuê ruộng người bên trong, chọn lựa năm hộ gia đình, đều là đáng tin vững chắc người, trong đó có lục gia hai huynh đệ. Lục gia ở trong thôn, xem như tương đối chật vật, lục gia lão hán lúc còn trẻ không biết sao hoạn nhanh mắt, dù không đến mức không thể thấy vật, nhưng cũng rất ảnh hưởng thông thường sinh hoạt, đối với sự tình trong nhà, trên cơ bản đều không giúp đỡ được cái gì, trong nhà nhà bên ngoài đều là lục đại nương cùng hai đứa con trai tại lo liệu. Chương 300, Nhà ấm ương giống lục lão hán những năm này mắt nhìn tật cũng tốn không ít tiền bạc đi vào, lại đều không có gì hiệu quả, lại thêm trong nhà túng quẩn, dần già, cũng chỉ có thể từ bỏ, mà lục đại nương nhưng cũng bởi vì ưu tư quá độ, bị bệnh, khiến cho trong nhà càng thêm gian nan, hai đứa con trai không chỉ có muốn lo liệu bên ngoài. Còn phải phân tâm chiếu cố hai cái lão nhân, thời gian chỗ nào có thể tốt qua. Lục gia cũng bởi vì điều kiện gia đình quá kém, thẳng đến 25-26 thời điểm, mới lấy cái bà nương trở về, lúc ấy xính lễ đều là hướng người trong thôn mượn, lục gia dâu cả ngược lại là cái tốt, sau khi vào cửa chiếu cố trượng phu, hầu hạ nhị lão, đều là không lời nói, ngược lại để anh em nhà họ lục nhẹ nhõm không ít. Mà lục gia lão nhị, bây giờ cũng có hai mươi có hai, lại một mực cũng chưa từng cưới vợ, năm ngoái nhận được tin tức, nói là cổ gia mời trường công, hắn lúc đầu cũng là muốn tới, làm sao bọn hắn nhận được tin tức thời điểm muộn chút, cổ gia đã tìm đủ. Cổ Tú Vân đối với cái này, tự nhiên là không có ý kiến gì, có điều, lục gia tình huống như vậy, liền xem như điền nghĩ đến cũng điền không có bao nhiêu, thế là, cổ Tú Vân liền bàn giao dương quản sự, trước tăng cường anh em nhà họ lục trồng trọt, bọn hắn có thế loại bao nhiêu điền bao nhiêu, còn lại. Liền do những nhà khác phân biệt trồng trọt, xem như cho bọn hắn một cái thuận tiện. Xử lý tốt trong nhà ruộng đồng sự tình, đã qua mùng 10. Cổ Tú Vân cũng không có nhàn rỗi, lúc này liền bắt đầu mở xuất viện tử chung quanh vườn rau xanh, năm ngoái, bởi vì loại muộn, lại thêm là khai hoang ra tới địa, lại không có đạt được rất tốt chăm sóc, mặc dù không thể nói là không thu hoạch được một hạt nào, nhưng là thu hoạch cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Mà lại nơi này vào đông đến sớm, đi muộn, rất nhiều sinh trưởng chu kỳ dáng dấp cây trồng, không đợi thu hoạch, cũng đã bị sương cho làm hỏng, cốt một chút nhi cũng liền giảm bớt chút sản lượng, kém một chút, liền trực tiếp bị đông cứng chết rồi, không thu hoạch được một hạt nào cũng không phải không có khả năng. Có năm ngoái kinh nghiệm, cổ Tú Vân hiện tại rất rõ ràng, nếu muốn ở nơi này đạt được tốt thu hoạch, vậy thì nhất định phải đem thời tiết cùng cây trồng sinh trưởng chu kỳ cho suy xét tiến đến. Lúc nào ươm giống, lúc nào trồng, đều phải nắm chắc tốt mới được. Cho nên, cổ Tú Vân quyết định, năm nay muốn sớm ươm giống. Trước hết nhất phải giải quyết, chính là đất hoang phẩm chất vấn đề, từ trường công nhóm sau khi đến, cổ tú vân liền để người đi xung quanh trong làng thu phân chuồng trở về, mình thì bắt đầu sớm ươm giống. Bởi vì có đào bảo nơi tay, nàng có đầy đủ sản lượng cao chu kỳ ngắn cây nông nghiệp, lại là không thể trực tiếp lấy ra, cho nên, nàng cũng chỉ có thể là sai người đi mua đồ ăn loại trở về, đến lúc đó bồi dưỡng thời điểm, dựa theo một nửa một nửa tham gia cùng ươm giống. Đợi đến ươm giống sau khi đi ra, Mặc kệ sản lượng như thế nào, cái kia cũng có thế có cái xuất xứ. Cũng may, bây giờ trong nhà nhân thủ đầy đủ, rất nhiều chuyện, đều không cần mình tự mình động thủ, rất nhanh hạt giống liền bị mua trở về. Cổ Tú Vân để người tại trường công bên kia trong viện, thu thập hai gian phòng ra tới, đánh giá gỗ, làm rương gỗ. Nơi này không thể không sách một câu, lúc đầu nàng là muốn để nhị cửu cậu bên kia hỗ trợ đánh, thế nhưng là không lâu nữa chính là sơn tử ca thành thân thời gian, bên kia nhất định bận biệu không ra, huống chi, chỉ là mấy cái rương gỗ mà thôi, để cho bọn họ tới làm, cũng thực sự là có chút quá mức đại tài tiểu dụng. Cổ tú vân nhà trường công phòng không lớn lắm, cũng liền mười mấy bình không đến hai mươi bình dáng vẻ, có thể dùng để ươm giống địa phương có hạn, thế nhưng chính là bởi vì địa phương nhỏ, mới lại càng dễ giữ ấm, trong một gian phòng, chỉ cần để lên hai cái lò cũng liền không sai biệt lắm có thể bảo chứng trong phòng ấm áp như xuân, cứ như vậy. Hai cái đơn giản nhà ấm, cũng liền hình thành. Nhà ấm ương giống, trọng yếu nhất chính là sưởi ấm, muốn để trong phòng vẫn luôn bảo trì nhất định nhiệt độ mới được, cho nên, lò bên trong lửa, cũng là lúc cần phải thường chăm sóc. Để cho tiện, cổ tú vân cố ý để người đi mua thượng hạng thang đá trở về, làm thang tổ ong, chuyên môn dùng để cam đoan nhiệt độ trong phòng, mà dùng để đốt than đá lò, chính là đơn giản dùng trong nhà xây tường còn dư lại gạch xanh cùng bùng loãng dựng, cũng không có phí chuyện gì. Cổ Tú Vân để đánh giá gỗ đều là 3 tầng 4 tầng, để cho tiện về sau di chuyển, trương gỗ cũng đều chỉ là đánh dài 2 mét, rộng 1 mét, vừa vặn có thế phóng tới trên kệ, cứ như vậy, liền có thể tốt hơn đem không gian cho lợi dụng. Chuẩn bị kỹ càng những cái này, Cổ Tú Vân liền một bên thu xếp trường công nhóm đi đào một chút vì nhiêu đất đen trở về vừa bắt đầu ươm giống. Bởi vì trời lạnh, cho nên cổ Tú Vân đem hạt giống đặt ở trong nước ngâm một ngày sau một đêm, mới dùng tự chế vải bông cái túi trang, đặt ở trong chậu gỗ chờ đợi nảy mầm, trong lúc đó cũng chưa quên mỗi ngày 2 đến 3 lượt tưới nước, đại khái qua 3 đến 5 ngày công phu, những cái này hạt giống cũng đã toát ra nho nhỏ đầu răng. Hạt giống bồi dưỡng quá trình, đều là cổ Tú Vân mang theo Triệu Ngọc Hòa Đông Tuyết chủ tớ ba cái một tay hoàn thành muốn nói cổ tú vân vì sao đối với mấy cái này đồ vật rõ ràng như vậy kia tự nhiên đều là từ trong sách học được năm ngoái một năm nàng cũng không có thiếu một tết tóc tiếng sách chồng bên trong phân chuồng hỗn hợp đất đen đặt ở trường công bên ngoài viện chỗ không xa xếp thành chồng mỗi ngày đều để người đi quấy quấy hương vị đến cũng không phải là quá lớn dù sao cổ tú vân để bọn hắn thu đi lên đều là một chút nông gia mập đặt ở cái trương dưới đấy dùng làm cơ sở phân bón hữu cơ lại là rất không tệ cổ tú vân lần này chuẩn bị hạt giống thế nhưng là so với trước năm đầy đủ hết nhiều không nói trước để người mua về lại thêm nhà mình năm ngoái chừa lại đến bộ phận nàng còn từ đào bảo bên trên mua một chút nơi này không có rau quả hạt giống đương nhiên ở trong đó tự nhiên thiếu không được quả ớt cà chua cùng bắp ngô chờ một chút một chút cổ tú vân ở kiếp trước thích ăn nhất rau quả trái cây qua chính nguyệt 15 Tết Nguyên Tiêu. Cổ Tú Vân thấy bên này mầm phát không sai biệt lắm, liền để trường công bên kia đem hòm gỗ bên trong bên trên đất đen, bỏ vào trên kệ, tưới thấu nước sau, tung xuống từng khỏa cùng bốc lên răng hạt giống, dù cho còn có một số chưa từng bốc lên răng, nhìn xem cũng đều là một hai ngày sự tình. Mọi người để ý cẩn thận vung xong hạt giống, cổ Tú Vân lại khiến người ta đem trong nhà lưu cho than sách đến, trực tiếp dùng tay bắt, đang trồng tử phía trên bao trùng một tầng, đồng thời cũng bao trùm năm nay hy vọng hạt giống bởi vì biết đông gia muốn sớm bồi dưỡng mạ trường công nhóm đều là dị thường khẩn trương sợ mình động tác lớn đem những cái kia nhỏ bé đầu răng nhi làm hỏng trồng xong càng là một chút cũng không dám chủ quan trường công nhóm chia mấy bang thay phiên trông coi ngược lại là cổ tú vân lộ ra rất là nhẹ nhõm bộ dáng dưới cái nhìn của nàng lần này nếu là không thành vậy liền còn có đám tiếp theo Trái phải chẳng qua là lãng phí chút tiền bạc, dạng này tổn thất, nàng bây giờ còn gồng gánh nổi. Lần này ương giống mật độ rất lớn, mọc ra miêu nghĩ đến cũng sẽ không quá tráng kiện, đến lúc đó còn cần chi nhánh trồng ở bên ngoài, đến lúc đó không thiếu được liền cần lều lớn. Thế là, Cổ Tú Vân liền lần nữa phát động trong nhà trường công, tại nhà mình viện tử xung quanh vườn rau bên trong, dựng lên rau quả lều lớn tới.